And you and Mary and Mary Mary Mang Mang nè Mang 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 Mary Mang Mary Mang 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 Lập con, cô có chuyện này vui dữ lắm nè. Đâu, có chuyện gì kể con nghe coi cô. Alo. Em buồn quá, anh Lập ơi. Thôi, không có gì phải buồn hết nè, nín nha. Alo. Dạ, con chào chú. À, chú Lập chào con, có chuyện gì vui kể chú nghe. Dạ, có gì hết chú. Ê, chạy, alo. Thôi nghe, nhìn cậu đẹp trai như thằng bạn lúc còn sống vậy đó. Có chuyện gì vui, có chuyện gì buồn kể cho Lập nghe. Để tất cả mọi người được xem chương trình Buồn Vui Tôi Kể trên live stream của Quỳnh Lập vào lúc 20 giờ và mỗi tối thứ hai hàng tuần trên fanpage của Quỳnh Lập. Và bây giờ đã có thêm một người nữa giao lưu. Alo. Xin chào. I'm David. I'm calling you today because I want to Đây, tiên học lễ, hậu học văn, chính giữa là Buồn Vui Tôi Kể. Và đây là chương trình chúng ta cùng nhau gặp mặt để chia sẻ câu chuyện buồn vui của ngày hôm nay. Dạ. Nói tiếp đi em. Rồi, ở bên cạnh đó thì chúng ta có thể gọi điện cho các nghệ sĩ hay là những người bạn thân của Duy Khánh hay là cả Quỳnh Lập để có thể giao lưu trò chuyện và lắng nghe những câu chuyện của họ. À, còn mà bạn nào mà muốn kể câu chuyện của mình á thì comment số điện thoại của tất cả các bạn vào trong cái livestream này với cú pháp, lát nữa Lập và Khánh sẽ đưa ra cú pháp đó ha. Nhớ comment đúng cú pháp nha. Rồi. Bên cạnh đó, nếu như bạn nào mà có những cái câu chuyện về mà liên quan tới cái chủ đề ngày hôm nay là cô giáo em, những cái câu chuyện mà liên quan tới học sinh rồi trường lớp, thầy cô bạn bè, cứ comment kể hết, càng kể mà kỹ tí xíu, nhiều tí xíu thì lát Khánh với Quỳnh Lập sẽ chia ra đọc và chia sẻ cho tất cả mọi người. Không, ghi gọn gọn thôi, kỹ quá dài bắt đầu không có hết, ghi gọn gọn thôi, khoảng chừng dòng thôi, làm sao mà kể cả một cuộc đời học sinh bằng dòng chữ thôi. Một dòng thôi. Ừ. Thí dụ coi anh, thí dụ đi. Thí dụ giờ đọc đau khổ. Xong cái mình đọc mình chia sẻ cho mọi người nghe. Ừ, đau khổ, đối với anh đi học là đau khổ. Còn nói với em đi học là gì? Vô vọng. Vô vọng. Không một hy vọng, không, không một tia hy vọng. Không một tia hy vọng luôn, không có một lối thoát luôn. Em sợ đi học lắm. Anh cũng sợ đi học lắm. Tối nào nằm mơ cũng thấy kiểm tra ăn tiết hoài luôn á. Trời ơi, đái buồn luôn á trời. Ý. Thiệt. Rồi, gần có đái không? Không. Muốn thôi, chỉ là muốn thôi các bạn. Rồi, với lại còn một cái nữa thì ngày hôm nay chúng ta sẽ đề cập đến chủ đề rất dễ thương. Dạ. Bây giờ là Duy Khánh cũng đã mào trước cho tất cả các bạn rồi. Dạ. Đó là chủ đề cô giáo em. Dạ. Và đây là một chủ đề vô cùng nhân văn. Đó. Thì như các bạn cũng thấy đó, thấy không? Cái backdrop là tiên học lễ, hậu học văn là một chủ đề mà có thể nói thể hiện được một cái tinh thần tôn sư trọng đạo. Nói vậy thôi với lát nữa không có gì nhân văn hết trơn trời á. Sao kỳ vậy anh? Cái chương trình nào nó lầy dữ lắm. Lầy. Tại vì cái chương trình buồn vui đúng không? Thì có buồn cũng có vui. Thì bây giờ mình kể chuyện cho thầy cô thì cũng có chuyện tốt, cũng có chuyện xấu. Đúng không? À. Thì thầy cô thì cũng là con người, cũng có hỉ nộ ái ố gì bình đúng thường rồi. Thôi. Ừ đó. Phải đa cảm đa xúc đúng không? À. Vậy là coi như là ngày hôm nay không phải là mình ca ngợi, mình kể là những cái kỷ niệm mà vui không mà chúng ta sẽ còn nói xấu thầy cô nữa. Nói xấu một cách công khai luôn đó. Mà nói xấu làm sao cho tinh tế, nói xấu làm sao cho nó dễ thương, nói xấu làm sao cho nó duyên dáng không? Dạ. Với lại gì nè, tại vì từ trước tới giờ Lập cũng quan niệm giống vậy. Bây giờ trước khi vào cái chủ đề ngày hôm nay thì Lập sẽ làm việc tư tưởng lại với tất cả các bạn đang xem chương trình cũng như là với Duy Khánh đây. Dạ. Là trước giờ anh suy nghĩ á, từ cái thời mà khai thiên lập địa mà con người ta vẫn chưa biết cái gì về cái tri thức về cái kiến thức nhiều á, người ta vẫn biết về cái cách ăn ở thôi. Thì thầy giáo hoặc là cô giáo sẽ hướng dẫn cho mấy đứa học trò cách viết chữ làm sao cho đẹp hoặc là cách sống làm sao cho có đạo đức. Đó, mấy ông thầy đồ thầy kia này nọ hồi xưa đó thì ta mới có câu là chôn sư trọng tôn sư trọng đạo. Nhưng mà là chôn sư tôn sư trọng đạo. Thì sau này khi mà xã hội phát triển rồi, con người ta rất là cần tri thức. Thì mỗi giáo viên họ sẽ đảm nhiệm một phần tri thức đó. Ví dụ giáo viên dạy toán, giáo viên dạy văn, giáo viên dạy xử lý, rồi quá rồi đủ thứ hết. Thì mỗi một giáo viên họ sẽ cung cấp cho ta một cái kiến thức, một cái tri thức gì đó mang tính nhất định. Chứ họ vẫn chưa gọi là dạy chúng ta một khoảng là người, em hiểu không? Cho nên là những giáo viên cũng dạy toán lý quá thì cũng có hỉ nộ ái ố, có cuộc sống bình thường với bao người thôi. Cho nên là cũng có những thầy cô cũng rất là dễ thương đó. Dạ đúng rồi. Thì em thấy thế hệ sau này thì là thầy cô giống như là bạn bè với lại học sinh gì đó, gần gũi mà thân thiện lắm, giống như là kiểu mà đúng như là các ca khúc mà hồi nhỏ em hay nghe là cô giáo như mẹ hiền đó.
Vậy luôn á hả? Như mẹ hiền. Em mới nói rằng là thầy cô và bạn bè mà cuối cùng cô giáo như mẹ hiền là sao? Không phải, có nghĩa là gần gũi, tại vì có thể là coi mẹ như là một người bạn. Trời, vậy luôn hả? Dạ đúng rồi, tại vì mẹ lúc nào cũng bầu bạn với mình á, kiểu vậy đó. Thì em thấy là thầy cô cũng giống như là mẹ hiền, cũng bầu bạn với mình, cũng hay tâm sự với mình, chứ không phải đơn thuần là ngày xưa là thầy cô giáo với là học sinh có cái khoảng cách gì đó với nhau. Dạ. Vậy lâu lâu em có câu cổ mẹ em đi uống trà sữa không? Có, mà mẹ em nói mấy cái trà sữa Trung Quốc mẹ em cho không cho uống. Không cho uống. Không cho uống. Dạ không cho. Cho nên là nếu mình đã xác định thầy cô giáo như là bạn bè của mình rồi á thì thầy cô giáo cũng có nhiều người rất là dễ thương. Dạ. Nhưng mà cũng có nhiều ông thầy bà cô trời ơi đất hỡi lắm, trời ơi người đời. Ủa cái câu đó là câu ca dao hả? Không, trời ơi đất hỡi hỡi ơi người đời. À, là nói chung là nó tùm lum lắm. Đi học sinh rồi đủ thứ hết trơn, nó kia là mỗi một ngành nghề thì cũng có những người rất là tốt, cũng có nhiều người rất là kỳ đúng lạ rồi, kỳ lắm, ngày xưa em sợ lắm. Lâu lâu cũng có con sâu làm sầu nồi canh gì đó. Cho nên là chương trình ngày hôm nay các bạn hãy thoải mái đầu óc đi để làm chi, để chúng ta có thể chia sẻ một cách chân thành nhất, chia sẻ một cách thoải mái nhất về chủ đề ngày hôm nay rất là dễ thương là cô giáo em. Dạ. Yeah. Vô học rồi đó em. Dạ. Vô học rồi, 15 phút đầu giờ rồi. Ê kiểm tra bài. Cặp em ở đây làm đem gì nè, cái cặp anh nãy không? Ủa. Anh đi học anh có đem cặp vở đàng hoàng nó. Đi học đi học là đem phấn theo nó. Ủa là hôm nay mình học cái tiết này, tiết đầu tiên là tiết môn gì anh? Môn mỹ thuật em. Coi như là thay vì mình họa trên giấy thì bây giờ mình họa trên cái mặt của mình. Họa mặt mình. Dạ. Trời ơi cả một cái công trình nghệ thuật chứ đâu bổ ích. Là ngoài những cái này ra là mình không có tập vở gì luôn hả anh? Không có tập vở gì hết á. Trời ơi hay đó, quá cặp, luôn. Mấy cái cặp của anh đấy đó. Rồi để chừng chơi vui thôi đó. Giờ mình vô. Còn bông phấn. Rồi, để khởi động cho tất cả các bạn hình dung về cái không gian cũng như cái hoàn cảnh câu chuyện về thầy cô giáo. Bây giờ anh sẽ mở màn cái câu chuyện của anh trước. Dạ. Cái câu chuyện của anh thì bây giờ nè. Lập xin kêu gọi tất cả những người đã từng học cô Phượng Địa trường. Gì hả? Làm gì cười? Sao tự nhiên anh làm gì? Giống như là... Không, tại vì có cô này nổi tiếng lắm. Ai mà học cô Phượng Địa là chắc chắn phải nhớ cô. Tại vì cô tên Phượng mà cô dạy địa gọi là Phượng Địa. Đó. Xin kêu gọi tất cả những thần dân học sinh học từng học cô Phượng Địa hoặc là đang học cô Phượng Địa trường trung học cơ sở Nguyễn Trãi thành phố Long Xuyên thì hãy vào đây coi livestream của Lập. Nhắc tới livestream mới nhớ, giờ mình coi cái livestream mình share đi. Quên, lát nữa kể sao. Em share rồi. Coi cái tình hình coi nó như thế nào rồi. Quên nữa. Nãy giờ tào lao xí đú. Đây. Dạ. Yeah. Yeah. Tất cả mọi người ơi, mọi người hãy share livestream của Lập và Khánh ra nha, để chúng ta có thể có nghe được nhiều câu chuyện liên quan đến thầy cô giáo. Chuyện vui nè, chuyện buồn nè, bá đạo này cũng có luôn. Nói xấu thầy cô nữa. À, nói xấu khai dữ dội luôn. Công khai á, công khai á. Tự nhiên có nói xấu khai. Ôi kỳ quá. Hồi năm lớp 11 em đi học môn quốc phòng, lúc đó thầy chưa vô em đủ mấy đứa trong lớp chơi. Chơi gì? Thổi kèn. Chơi. Chơi. Chơi gì kì? Chơi thổi kèn. Chơi cái nguyên lớp bu. Trời ơi. Nguyên trời. Lớp bu lại. Không có bỏ dấu đây nè, có chữ bu rồi tôi đọc cái chữ khác đó. Gì? Nguyên lớp bu lại coi thành một vòng tròn luôn. Chơi lát mê lố giờ mà không biết luôn. À, nó viết cái gì vậy? Cái ông này đi từ sau lưng lại gô vô gõ vô đầu em. Em tưởng đứa nào chơi ác. Trời, câu chuyện em nó xuất sắc nó nhân văn dễ sợ luôn. Mà không có cái kết. Không có cái kết luôn á. Em không biết cái kết nó làm sao luôn. Không, nói chung là nó rất là hài vì nó không bỏ dấu quá em. Trần Thiên Trang này, cảm ơn em đã chia sẻ câu chuyện nha Trần Thiên Trang. Em sợ nhất cô giáo lớp 2 của em, bả đánh rất ác luôn. Anh ơi, bả quýnh em sưng lưng luôn. Và tính cách rất kỳ cục, và mỗi lần đi học mà ngay tiết bả là em giả bệnh với mẹ, chỉ được nghỉ học một. Mỗi lần đi học gặp bả rất sợ luôn. Là tóm lại là sợ bả đó. Nói gì đâu mà đó mà comment 1, 2, 3, 4, 5, 5 dòng chữ. Trời ơi. Cô Phượng Địa Lý là giáo viên chủ nhiệm lớp 6 của mình. Ủa nhớ Phượng Địa là chủ nhiệm lớp 9 mà ta. Không chừng là cứ theo thời gian tấm tắc trôi đưa là cổ xuống lớp 6 đó. Vậy là giáo viên cũng phải xuống lớp hả? Phải xuống chứ, trời đâu có lên được đâu. Đâu có lên được. Lớp 9 là hết cấp 2 rồi, đâu có lên được lớp 10 đâu. Cô Lan chủ nhiệm. Chắc cô Lan mới nhớ. Cái gì vậy anh? Đây nè, trước khi kể cô Phượng Địa kể cô Lan. Cô Lan này, cô Lan vui lắm. Nói chung là hồi xưa mình thấy mình sợ, nhưng mà sau này mình nhắc thì mình thấy vui.
Vậy nè, lên trả bài. Cô Lan dạy môn gì vậy? Cô Lan dạy môn văn. À dạ. Ờ, lên trả bài. Lên trả bài, bắt đầu cái nhỏ đó nó không có thuộc bài. Cái bà không biết bà coi tuồng ở đâu á, như tuồng lá sầu riêng hay là coi ở đâu á. Không thuộc bài, không điểm về chỗ. Về không lẽ lẽ không có đá mà gãy họng giờ. Cô nói hả? Đá mà gãy họng giờ. Trời ơi dữ quá hả? Không, có thể là tại vì ngày xưa anh học ở dưới Long Xuyên rồi đúng không, thì chắc là cái máu của người miền Tây kiểu là nói chân chất à, ở trong sao mình bọc phát ra nhưng vậy? Mà dễ thương, rất là dễ thương, rất là thương, nghe là dễ thương rồi đó. Ta khẩu xà với người ta tâm Phật. Dạ còn cô Điện, cô Phượng Địa anh... cô Điện cô vậy cũng vậy luôn. Ủa là nãy giờ đây kể cho nghe, cô Phượng Địa là một trong những cô rất là dữ. Và khi mà lúc mà anh biết anh vô lớp 9 mà anh vô học cô là anh bị stress đó. Dạ. Anh bị trầm cảm luôn á, anh sợ mà anh trầm cảm luôn á. Ờ đó, cô dữ lắm. Ví dụ nha, mà cô rất là dễ thương, dạy môn Địa rất là dễ hiểu, dạy tới đâu là nói chung là cuối năm cuối lớp là toàn là 9 phẩy hoặc là 10 phẩy môn Địa không á. Lúc mà cô phát ra những cái bài mà làm kiểm tra thử á, là kiểm tra thử ngay, bắt đầu cô đi kiểm tra kiểm đi vòng nói vô em đang làm đi. Ờ, em đang làm. Trắc nghiệm nha. Tao dạy mày sao mà đánh con này, mày đánh con khác là cho tao. Là cô Phượng Địa của anh đó hả? Là tính ra là cổ thương học sinh quá. Ừ, thương đó, mỗi lần chịu đánh mà đỡ được 0.5 điểm em hiểu không? Trời ơi vậy hả? Biết câu đó sai. À có nghĩa là cổ cho mình biết được là mình đang làm sai để mà mình sửa. Thì đó. Thôi kệ không sao. Ừ đó, mà mỗi lần mình kiểm tra thử nghe là bắt đầu là đứa vẽ biểu đồ á, vẽ mà ví dụ đi con thầu. Né như xong sợ bắt tán với mình. Ừ, tán vô lắm. Nội mà cô đi ra ngoài rồi là ở trong lớp không có bậc giáo viên đang gác đúng không, rồi cô đi ra ngoài là ở đây có cái cửa đúng không, có cái cửa đi ngang lẽ sai là chỗ có tay vô cửa sổ mục ra vậy luôn á. Trời ơi, em tưởng tượng đi nè, em tưởng tượng ví dụ này có cái cửa sổ nha, ví dụ anh tán giải em nghe, em đang viết đi. Ờ rồi em đang viết nha. Đây là một cái hành lang đây đúng không, lớp học đây. Dạ, không có đây. Có cái vách tường, có cái cửa sổ. Em không biết gì hết, em không biết gì hết. Em không biết gì hết. Dạ. Lẽ sai. Vẽ lại cho tôi. Là cổ tán là kêu rắc vậy luôn. Vậy đó. Trời. Như Lai thần trưởng hồi xưa là toanh gọi là Như Lai thần trưởng. Là cổ chủ nhiệm anh hay là cổ chỉ dạy bộ môn đó thôi? À, chủ nhiệm anh và dạy bộ môn đó luôn. Trời ghê quá ha. Không, nhưng mà tất cả những học sinh của cô là toàn là rất là giỏi môn lý. Ủa môn Địa. Môn địa lắm. Tự nhiên học giỏi. Học Địa mà giỏi lý là ghê lắm ha. Trời ơi, cũng nhớ một kỷ niệm. Buổi tối học phụ đạo. Học phụ đạo là tự nhiên học phụ đạo không? Cúp điện là lớp anh chúa ra chạy ra hết trơn. Bắt đầu có đứa Phượng Địa tới mày ơi, nó gom lại không xóa một đứa luôn. Ôi ghê vậy. Nó gom lại không xóa một đứa luôn. Vậy đó. Tính ra là cổ quyền lực lắm đó hả? Rất quyền lực, rất sợ mà cực kỳ sạch nha em. Ví dụ mà em dạ, đi học em đi cổ sạch đó hả? Không, mà cô bắt hết tất cả học sinh trong lớp phải sạch. À là em đi học em phải quét xong rồi mẹ lấy đồ lao đúng không? Không, cô Phượng Địa đó là bắt anh vậy nè, là trải ra làm luôn á hả? Lao từng ô gạch. Trời ơi, vậy là lao từng ô gạch không được đi dép ở trong lớp. Đứa nào mà vô trễ là đứng ngoài chờ đến khi nào mà gạch khô mới được vô. Trời ơi kỹ tính như vậy. Ủa lớp mấy vậy anh? Lớp 9. Trời ơi. Là cái nề nếp được ăn vào trong máu luôn em. Sáng 5 giờ là phải tới trường rồi, là để mà quét lớp sạch sẽ gọn gàng, rất sạch luôn, và trong lớp không được đi giày, đi chân không mắc lạnh. Không biết bây giờ cổ đổi tính chưa ta? Không, đối với học sinh thì cô vẫn vậy thôi, nhưng mà đối với học sinh đã ra trường rồi á, từ những đứa quậy nhất đến những người mà thành đạt nhất vẫn đi về thăm cô. Tại vì cổ thương mà, cổ thương. Nói những cái đó cổ thương. Lúc mà cái tiết sinh hoạt chủ nhiệm á là kêu nguyên một đám lên đứng hàng ngang cái gì này ha, là coi là đứa nào bị gì, ví dụ không thuộc bài hoặc là đi trễ hoặc là nói chuyện gì đó. Bà cho ví dụ năm đứa, bà trưởng đứa thứ nhất mà đứa thứ năm văng. Giống như domino ha. Ừ, bà trưởng một cái là đứa kia văng. Đó, mấy hôm mà đánh bằng rô may là đánh tét rô may luôn. Trời ghê quá ha. Đó. Thôi học cái trường gì áp lực quá em học được. Không, nhưng mà vậy anh cả nguyên một đời đi học anh lớp 9 là bị cô đánh duy nhất một lần. Là chắc giờ anh giỏi môn Địa lắm hả? Không. Ủa, sao anh nói ai học cổ cũng giỏi Địa? Giỏi hay kiểu mà hồi xưa mình học xong thuộc lòng thôi chứ à, giờ đâu có hiểu đó. Lòng hả? Dạ. Với lại bây giờ là lúc đó là anh bị đánh là tại vì luôn anh làm lớp phó phong trào à. Mà lớp bị mất trật tự. Mà không đánh thằng là lớp phó trật tự đâu, đánh thằng lớp phó phong trào. Lý do? Thì đó là tại vì không có quản được lớp, là tất cả dàn bán cán sự lớp lên là bị đánh hết luôn.
Trời ơi. Mà giờ nhớ cô lắm. Năm nào Tết năm nào mùng 3 cũng về thăm cô hết. Cô có chơi Facebook không nè, mời cô vô coi đi. Chắc có chơi á. Ừ. Trời ơi, cô Facebook của tôi tên Phượng Địa hả? Không, Facebook cô tên Quyên Linh. Trời đất ơi, Phượng Địa mà lên Facebook tạo Facebook Quyên Linh để không ai nghi ngờ nha em. Trời ơi. Dạ, dạ. Ừ. Trời. Trời ơi, tên Quyên Linh đàng hoàng. Là Quyên Linh là cái gì? Chắc tên gái. Ca sĩ mê ca sĩ Quyên Linh hay sao á? À Uyên Linh hả? Uyên Linh à. Uyên Linh. Trời ghê quá. Thôi, gì ở gì mà ten ten vậy? Cổ hát nít anh á. Dạ. Ừ. Thôi em học lớp 1, mẹ em làm kế toán nhà hàng không biết kể như thế nào. Em nghe xong em vô lớp em kể cho cô chủ nhiệm em nghe rằng: cô ơi, chồng của cô hôm qua lên nhà hàng trên khu du lịch, mẹ em làm ổng uống bia ôm đó cô. Em lúc đó ngu ngơ lắm, không biết là mình vừa đốt nhà bà cô. Về không biết bả có cạo đầu chồng bả không nữa. Rồi lúc đi học về em kể cả nhà nghe. Hôm sau ba em phải chở em vô tới nhà bà cô đính chính rồi xin lỗi tại còn nhỏ nó bậy. Trời ơi. Không, cũng thú vị, đây là cũng là một câu chuyện thú vị đó chứ, đúng không? Em có câu chuyện gì của em không, em kể đi. Câu chuyện của em hả? Câu chuyện của em thì nói chung là không, bây giờ em hỏi anh trước là trong 12 năm đi học, không, bây giờ tính luôn 3 năm học mà mầm non đi là 15 năm đi học. Bao nhiêu phần trăm là anh gặp những cái giáo viên mà hung dữ, bao nhiêu phần trăm anh gặp những cái giáo viên hiền? Có là trong 15 năm đó luôn á, anh tính theo phần trăm đi, anh quy ra phần trăm cho em anh ước lượng đi. Dữ hả? Dữ thì dữ giống như cái kiểu mà trời ơi đất hỡi luôn á. Dữ thì khoảng chừng 30%, 40%. Còn những giáo viên còn lại cũng trời ơi đất hỡi ơi người đời. Cái đấy còn cho giáo đâu. Em mới nhắc anh nhớ nữa. Sao vậy? Là cũng có cô mà nói văn tự dữ lắm. Giống như là chửi thằng đó, ví dụ thằng đó bình thường á là tôi thấy tôi tưởng đâu mấy người là ngoan hiền dữ lắm. Cuối cùng mấy người lòi ra cái dòi lông không. Cái gì? Anh chửi cái dòi. Cái dòi lông không. Cái dòi. Ý là cái đuôi hồ ly á, dạng nó diễn tả cái đuôi hồ ly lông không quá à, nói tự nhiên ban đầu tôi tưởng mấy người hiền lành dữ lắm, ai dè khúc cuối mấy người lò ra cái dòi lông không. Ủa, coi là những cái câu cũng nghĩ ra hả ta, hay là thường mấy câu cũng nghĩ ra, chắc chung quê với Hoàng Thùy. Còn sao? Cái này nữa sao? Còn cái này nữa. Cái này nhiều á. Ví dụ anh có mua cái nhẫn này à. Anh nhớ có một ông thầy mới mua nhẫn nha, mới vừa mua nhẫn nha, bắt đầu chỉ giảng bài. Các em nhìn này, không thấy hả? Này, nhìn này. Đây, nhớ hằng nhận thức này nha. Rồi, đây. Nhìn nè. Nè mấy đứa, đây, không thấy hả? Nè, nhìn nè. Đó. Cứ vậy, cứ nhìn nè mới mua nhẫn em. Có nghĩa là khoe hả? Trời, sao kỳ vậy? Hay vậy? Ủa, mà lớp mấy cái đó, lớp mấy ta? Lớp 9. Không, chắc đây là lớp 9 học sinh, cái kiểu mà tụi mới lớn nó quan tâm về những cái đó. Rồi đó. Em vô chuyện của anh em lại đi. Chuyện của em hả? Bây giờ thì trời đất hỡi thì nhiều lắm. Nói chung là ngày xưa em nhớ khi mà em còn học lớp 12 á. Em học cô giáo dạy môn lý. Thì là em cái miệng em hay nói trong lớp á, mà em đâu có nói lớn đâu. Em nói em tôn trọng cô, em nói nhỏ thôi chứ đâu phải là em làm ồn gì đến cả lớp đâu. Em chỉ khều qua khều lại thì em vẫn làm bài chứ đâu phải không làm bài đâu. Thì miễn sao tới giờ nộp bài thì em nộp thôi. Em nói chuyện thì em vừa nói vừa làm thôi. Kiểu là tâm sự trong lớp mà không có rù rì, không có gì mà để mà khó chịu luôn. Cô xuống cô kêu đứng dậy, mà cô kêu với một cái thái độ rất bình thường. Thà là cô xuống cô nói là em đứng dậy cho tôi, hay là cô làm cho mình biết rồi là cô ăn khó chịu. Cô lấy cái thước kim nguyên, cô búng một cái vô mỏ em. Trời ơi, máu nó phúng ra thiệt á. Trời ơi, anh tưởng tượng đi. Trời ơi, kinh khủng lắm. Mà nó ghim vô trong cái răng của em như nè, nó phúng máu ra. Mà cô rất là nhẹ nhàng. Cái cô không có nói gì hết á. Cô xuống, cô búng một cái vô mỏ. Ồ, chết cô này nè. Cô búng một cái bóng. Cái nhẹ nhàng, cô thấy máu rồi. Tất cả mọi người ai cũng cười hết. Rồi cái cô lên cô làm tiếp đồ giáo án của cô hay gì đó. Trời ơi, càng lát nữa có đứa khác. Đứa khác nó không phải là em. Xong nó ngồi đâu bàn bên kia kìa. Cái nó cũng rù rì hay nó làm cái gì đó em không có biết. Thì chứ lo cái bạn của em thôi. Thì cái bạn của cô thí dụ như là bạn giáo viên ở đây đi ha. Cái đứa này nó đang nói chuyện, nó đang làm gì đi.
Nước sôi anh. Cô nghĩ là nước trà mà cô thường thường là cô đi vô lớp cô hay có một cái ly nước cầm theo mà kiểu cô muốn cho cái giọng mình nó trong trẻo để cô dạy, cô giảng cho tốt á, thì tức là cô giáo cho lớp cũng có một ly nè, đi nhẹ nhàng dữ lắm. Thì cô đặt cái cành ra đây cái cô ngồi. Cô chơi làm bài. Xong tụi nó làm cái gì đó, nó cầm nhìn cái cô. Trời ơi, ướt người nó luôn anh. Cô ngồi, trời ơi, mà nước sôi chứ không phải là nước ấy mà nước trà mà nước sôi. Trời ơi. Hung dữ lắm. Trời ơi. Nói chung là cổ giống như là bây giờ giống như là ám ảnh cổ luôn á. Nói chung là mình sẽ không bao giờ biết được là lúc nào là cổ sẽ làm cái gì mình luôn. Là cũng rất là điềm đạm đúng không? Dạ, rất là khoan thai. Trời ơi, rồi nhiều lắm. Có thầy. Cô là có thầy mà thầy này hay địch lắm. Ừ. Em không hiểu làm sao giống như cái hệ tiêu hóa nó bị cái gì mà cả một cái học kỳ 1 thầy địch hoài à. Mà thầy thí dụ mà thầy địch thì thầy ở trên chỗ á, thầy địch đi không, thầy cứ đi lão dạo xuống bàn của tụi em á, thầy đi cầm cái cây thầy đi lão dạo, cái thầy địch cái phạt rõ ràng là ngay từ đích thầy luôn á. Xong cái tụi em bịt mũi quá trời, cái tụi em thì tụi em bịt mũi đúng không, tụi em cười, tụi em bịt mũi, tụi em có quyền làm như vậy chứ đúng không, tát một cái bóp vô mặt ai chưa. Trời ơi, có nghĩa là con em không hiểu được, có nghĩa là cái suy nghĩ của thầy cô lúc đó nó như thế nào, mà có nghĩa là thầy cô đã sai rồi, thầy cô không bao giờ nhìn được cái sai của mình đó. Thầy cô đánh tụi em trời, đó rồi. Trời ơi sợ lắm, ngày xưa có những thầy cô trời đất hỡi lắm, em không có dám kể tên của thầy đó ra. Thôi rồi. Đừng kể tên, mình kể em không có vui kể rồi. Ừ đó, thôi giờ như vậy mình kể sơ sơ câu chuyện, lát nữa mình sẽ quay lại mình kể cho riêng bản thân mình. Dạ. Giờ mình sẽ tới cái phần mình gọi điện thoại cho những cái người mình biết đi. Dạ. Anh gọi trước hả? Ừ, khoan để coi các bạn comment sao. Các bạn ơi, bây giờ các bạn hãy comment vào livestream của Lập coi là nghệ sĩ nào mà Lập như là Duy Khánh có thể gọi tới và chúng ta gọi bất chợt coi là người ta có những câu chuyện liên quan đến thầy cô giáo để chia sẻ cho chúng ta được không nè. Cười muốn đau bụng. Đọc comment đi Khánh. Dạ. Âm thanh bị cái gì mọi người, nói âm thanh bị cái gì kìa anh ơi. Tại vì mình cử động nhiều quá em. À. Gọi anh Quang Trung đi kìa, gọi anh Quang Trung. Gọi Quang Trung hả? Gì? Nhớ anh thầy Trung ghê. Dê quá làm bài mờ cứ nói mãi không cho làm quá là sao? Chủ đề về cô. Trúc Nhân, Nguyễn Khánh Linh, Trúc Nhân nè. Hồi năm lớp 4 em học kế bên lớp kia có thằng kia xạo xạo cái bị ông thầy chủ nhiệm đá què giò. Ơ ghê vậy trời. Trời ơi ghê quá, tính ra thầy cô hồi xưa bạo lực quá ha. Bây giờ thì làm cái việc mà bạo lực nó bị hạn chế lại cho nên thầy cô không có phát huy hết, không phát huy hết được. Không chừng nếu mà phát huy không được là tức kèm trong người khó quá, chuyển nghề làm đi làm võ sư. Trúc Nhân. Ồ nhiều người Trúc Nhân quá nè. Trúc Nhân sao mà liên quan đến thầy cô giáo, ta chắc là hát cái bài gì liên quan đến học sinh. Ê giờ mình gọi Trúc Nhân đi ha. Dạ. Gọi Trúc Nhân đi. Dạ anh gọi. Cho ba bên bằng máy mình liên hệ với Trúc Nhân nha. Trong khi đang liên hệ mình sẽ đọc coi là ai nữa nha. Có ai giống như thầy dạy môn sử không, dạy 2 tuần 4 tiết mà một phần nhỏ của bài đó vẫn chưa xong, đặc biệt thầy nói câu nào câu nấy đều có hai nghĩa đen và tối, ai có nghĩ lạc ý xấu xa, tiết học đó toàn đen tối gì trời. Tính ra comment mình Facebook anh chất lượng quá hả? Cái nào nó cũng dài luôn á. Mà đọc xong rồi là không. Mà những cái comment không hề có nội dung. Rồi rồi rồi, cho liên hệ với lại anh Trúc Nhân đi em ơi. Dạ. Anh sẽ nói chuyện nha. Dạ. Alo. Dạ vậy ạ. Dạ cho hỏi phải số điện thoại của Trúc Nhân không ạ? Dạ phải chị. Em Nguyên quản lý Trúc Nhân chị ơi. À vậy hả? Cho hiện tại có em Quỳnh Lập với dạ. Quỳnh Lập hả? Dạ. Chị nghe chị tưởng ai gặp anh nè. Dạ dạ cho em gặp anh Trúc Nhân đi chị. Dạ. Ủa đang làm gì vậy? Thấy câu lạ. Không có bóc máy. À sợ bị khủng bố hả? Tại điện thoại em hết tiền á cho nên em phải lấy số lạ em gọi cho anh. Cái gì điện thoại mày mà hết tiền mày? Ừ thì hết tiền thôi, trời ơi cuộc đời nghệ sĩ cam khổ dài đây mai đó anh ơi, đâu phải lúc nào cũng giàu có nha anh. Ca sĩ có tiền một số mấy chục triệu
đó. Tao nghe nói mày thuộc đường dây gì đó cả ngàn đô mới lên báo ầm ầm. Anh điên không nội này thầu lao nhảm nhí. Trời ơi, người người như con mắm là ai đâu mà đi đâu mà đường dây mấy ngàn đô. Anh đang làm gì vậy? Con ngồi xấu lạ. Đang làm gì? Mới về nhà. À mới gì? Mới đi hát về hả? Không, mới đi thu âm. Ồ, thu âm không hát. Thu âm có hát không? Tao tưởng mày hỏi là anh mới đi diễn về hả? Ồ, em hỏi đi hát thôi, mày nghĩ sao mày liên quan đến vấn đề hát thôi. Đó, anh ơi, tại vì dần vậy nè, em đang viết kịch bản. Cái kịch bản của em cần những cái tình huống mà liên quan đến thầy cô giáo á, mà hồi xưa em á, bên em á, thầy cô giáo ít quá à. Không biết bên anh có thầy cô giáo nào mà nó vui vui hay là nó bựa bựa, nó lầy lầy cũng được á. Tại vì nhiều khi cô giáo, thầy cô giáo cũng có trời ơi đất hỡi lắm. Không biết bên anh hồi xưa anh có học cô giáo nào mà dữ dội không, kể nghe em thu thập, em làm kịch bản coi. Thì có hai người ấn tượng nhất. Đó là cô chủ nhiệm năm lớp 10 với lại thầy chủ nhiệm năm lớp 12. Thì hồi trước anh đi học á, đối với anh á thì ngồi trong lớp là một cái sự chán trường rất là lớn so với cái tính cách của anh. À, cho nên là không, hình như là hình như là xung quanh nói chuyện nhiều lắm. À, ừ, xong rồi cái bà chuyển chỗ anh lên trên cái khu vực của tất cả những bạn học giỏi nhất trong lớp. Rồi sao nữa? Sau khi anh ngồi đó thì tụi nó bị lây bệnh nói nhiều quá anh luôn. À, da lên nó nói nhiều từ nhỏ tới giờ luôn. Ừ, tiếp tục. Cái bà chuyển anh lên ngồi gần cái bàn giáo viên của bà luôn đó. Thì ở trên cái bàn mà sát cái bàn giáo viên á là có bốn đứa ngồi, thì trong đó là có ba đứa học sinh cá biệt với lại anh. Thì bà cứ ngồi đó xong rốt cuộc bà cũng nói chuyện với anh luôn. À, là cô giáo cũng bị lây cái bệnh nói nhiều của anh luôn. Ừ, nói chung là cứ... Rồi cuối cùng là cô giáo có chuyển anh xuống dưới cờ đứng không? Thì anh đang kể tiếp mà. Ờ. Ừ, nhưng mà hồi đó anh rất là khéo tay. Đó cũng là lý do mà sau này anh đã học mỹ thuật. Đó thì tất cả các cái báo tường, những cái phong trào văn nghệ trong lớp đó, thì anh là cái người mà luôn luôn là ngôi sao. Ờ. Và cô là cái người cần anh nhất. À. Thì lúc đó mình cũng rất là xả thân. Mình cũng làm nãy kia, thức ngày thức đêm làm. Trong cái có một cái khoảng thời gian anh đang chạy nước rút cho để xong tất cả những cái bộ đồ thời gian giấy, thì anh có quên học bài giáo dục công dân. Ừ. Ừ. Không phải tiết học của cô giáo Khánh đâu. thì sau khi mà bị cô giáo dục công dân kêu lên bảng thì anh không có thuộc bài. Thì anh bị ghi vào sổ đầu bài. Cái cô chủ nhiệm thì lại hỏi anh là tại sao không học bài cái kiểu dạ em mắc làm đồ thời gian giấy rồi lớp hôm qua em hơi lơ là chút em xin lỗi cô. Mà bà không chấp nhận lời xin lỗi đó. Và phê bình anh trước toàn trường với lý do là phê bình em trúc nhân trước toàn trường với lý do không học bài vì làm phong trào văn nghệ cho lớp. Thì sau khi anh đứng lên thì toàn trường vỗ tay. Rồi đó là lần phê bình mà anh thích nhất. Câu chuyện anh nghe giọng anh nó buồn ảm đạm quá anh Nhân. Thiệt á. Hả? Không, tại cái e giọng của anh nó vậy thôi chứ không có buồn. Buồn ghê, nghe não nề dễ sợ luôn, trời ơi. Anh có câu chuyện nào mà nó vui hơn không? Vui hơn hả? Ờ, ông thầy gì của anh đó. Nói chung là nếu mà ở trong xóm của anh á thì tất cả đều là nạn nhân của anh. Hả? Chứ nạn nhân gì nữa? Hồi đi học anh hay nghịch ngầm đó. Anh không có làm gì mà quá đáng hết trơn á. Anh làm gì? Là sao? Anh làm gì mà nghịch ngầm? Mà sao hôm nay mày hỏi tao nhiều vậy? Trời ơi, tao nói tao viết kịch bản mà. Mà mắc mớ gì viết kịch bản mà mày khai thác anh làm gì? Thì bây giờ hỏi từng người, em gọi cho những người nào mà em có số điện thoại, em gọi em thu thập thông tin cho em viết coi. Nhưng mà nói chung là cái chuyện đi học hồi xưa đối với anh kinh khủng nhất là từ bản thân anh nè, chứ không có thầy cô nào làm khó anh được hết á. Ủa, là từ bản thân anh là anh dở hả? Không phải, có nghĩa là từ bản thân anh tự tạo ra kỷ niệm cho mình á. Chứ thầy cô thì anh vẫn học hành bình thường thôi. Nói chung là những câu chuyện liên quan đến thầy cô thì nó khá là nhạt. Nhưng mà còn liên quan đến cái khoảng thời học sinh của anh trong cái khoảng thời gian đó thì nó nhiều việc để nói hơn. À. Thì hồi lớp 9 anh cũng đem rượu lên lớp anh uống mà.
Ồ, dữ luôn. Anh đem cái rượu 65 gì đó mà pha với lại đường với chanh đó, xong uống giống như là cocktail á. À. Rượu mấy đứa trong lớp uống xong rồi đi vô nhà vệ sinh hút thuốc. Nói chung là quýnh lộn quýnh lạo nó cũng bị vậy. Trời ơi, sao đàn ông dữ vậy anh? Trời ơi, quá trời quá đất nha. Rồi, bây giờ tất cả các bạn có thể... Các bạn quýnh lộn luôn rồi. Tất cả bây giờ mọi người có thể biết rằng là ca sĩ của Trúc Nhân của chúng ta rất là lầy khi xưa. Hút thuốc, đánh lộn, rồi bêu rếu thầy cô. Đấy, ca sĩ Trúc Nhân chúng ta hình ảnh quá khứ rất đẹp đẽ các bạn à. Ủa sao giống em đang làm show hay gì vậy? À, hôm nay em đang nói chuyện với thằng Khánh. Em đang nói chuyện với Duy Khánh. Bây giờ nói chuyện với anh rồi, bây giờ nói chuyện với Khánh là sao? Alo đây nè, tụi mình đang kết nối ba máy nè. Alo anh Nhân. Trời ơi bà nội tụi mày. Ủa sao chửi em? Tụi mình đang kết nối ba máy với nhau nè. Tại vì em đang phụ lập viết kịch bản. Em đang lên sườn. Đập một ghi ống kẹp em phụ nè. Cô Khánh ơi, hồi xưa cô dạy giáo dục công dân em thì em đâu có bị phê bình đâu cô. Thì đó, chán ghê luôn á. Nhưng mà thôi, không, nhưng mà cũng hên là ngày xưa em không có dạy anh. Chứ bây giờ ngày xưa mà em dạy anh là em biết anh hút thuốc là thiệt á. Chết với em á, thiệt á. Hồi xưa mày dạy tao, giờ tao mất dạy rồi. À, tất cả các bạn thấy đó, ca sĩ Trúc Nhân của chúng ta ngoài làm ca sĩ Trúc Nhân chúng ta còn rất là duyên dáng trong cái việc mà thể hiện những cái cá tính, những cái lời thoại cũng như là văn miếng rất là dễ thương, rất là chắc nha các bạn. Ủa em đang làm show gì hả? Dạ, show buồn vui tôi kể anh. Mày không nói trước nãy giờ anh chửi tụi bay dữ. Như vậy mới thể hiện được cái bản chất con người của anh. Các bạn ơi, anh Trúc Nhân là chửi lập dữ lắm, gặp nhau là kêu mày với tao, không bao giờ mà kêu anh em ngọt xớt, không bao giờ luôn. Kêu mày với tao không? Thì thà vậy với tao. Anh sợ. Ôi, chỉ có anh đem em ngọt ngào rồi nó cứa sau lưng hồi nào không biết. Còn anh là mày tao mà anh vẫn cứa sau lưng đó. Trời ơi, là hài hước. Là anh tự nhận anh mất dạy luôn hả anh Nhân? Mất dạy với lại tụi bay thôi. Mất dạy với tụi bay thôi. Nghe hay buồn hả? Ủa, cơm nước gì chưa vậy mà rần rần vậy? Trời đất ơi, trời nè, ta đang làm show hỏi cơm nước gì chưa? Khờ cơm nữ, tào lao, nghĩ hỏi cái gì vậy trời? Thì anh thấy mấy đứa làm show, mấy đứa hay bỏ bữa thì tôi hỏi tụi ba ăn cơm chứ làm gì lá làng. Trời ơi, anh thật sự quá. Cảm ơn anh, và anh thì hiện tại bây giờ câu hỏi này rất là có dạy với em luôn á. Em ăn cơm rồi. Anh ăn chưa? Anh đang ăn là mày gọi đó. Rồi thôi chó, rồi giờ đánh tránh bữa ăn rồi thôi. Chắc là người ta nói khéo cho mình cúp đó anh rồi. Trời ơi, trời, đánh tránh bữa ăn đấy không? Nghe tiếng trời gầm chưa? Thôi giờ anh ăn cơm đi nha. Hẹn hôm nào đẹp trời á, chúng ta cùng ăn sushi nữa nhé. Ừ, rồi chừng nào cái show này chiếu cho anh coi coi. Đâu? Đang live stream. Đang live stream. Đang không biết gì hết trơn vậy tụi bay. Anh bây giờ anh vô Facebook em liền, Fanpage rồi, fanpage rồi. Facebook fanpage rồi, của em okay. Luôn. Đó. Rồi, thả okay, tim liền cho em. Rồi, cảm ơn anh đã chia sẻ cái câu chuyện liên quan thầy cô rất là nhạt nhẽo nha. Anh ăn cơm, bỏ muối, đường nhiều vào anh nha. Mất dạy. Ok, bye bye. Rồi, cảm ơn anh. Dạ, bye bye Nhân. Cảm ơn anh. Ba tụi em nha. Dạ. Trời ơi, thấy chưa, vậy là thông qua chương trình của anh, nhờ anh viết kịch bản mà mới biết được ha. Ngày hôm nay là fan Trúc Nhân biết được, trời ơi, một sự thật ghê thiệt. Đó, thôi, cái cá tính của anh Trúc Nhân như thế nào đều đã thể hiện được trong cái dòng nhạc của anh rồi. Cái dòng nhạc rất là liên quan đến cái xã hội, một cái dòng nhạc rất là mang tính đả kích đúng không? Dạ đúng rồi. Đề cập nhiều vấn đề hóa trong xã hội rồi, đã thể hiện rất là rõ trong cái tác phẩm nghệ thuật của anh rồi. Bàn tới con người và bản chất anh chi nữa. Thôi cũng không muốn nói tới. Dạ. Cho anh ăn cơm đi. Cho anh ăn xì hoài, cơm văng mà cũng kỳ. Các bạn ơi, bây giờ chúng ta đã mới vừa gọi cho xong một nghệ sĩ, đó là ca sĩ Trúc Nhân. Và được nghe những cái chia sẻ, những câu chuyện rất là thú vị của ảnh liên quan đến thầy cô. Có lần nữa nè, comment dài nữa nè. Trời quá trời. Có lần em ghim cô văng, em đẩy cửa sổ rớt từ lầu 3 xuống. Sau đó, thầy hiệu trưởng gọi tên em lên tường trình, em đổ lỗi cho cơ sở vật chất nhà trường bị đi xuống. Cuối năm đó trường em tu sửa lại toàn bộ luôn. Mọi người rất biết ơn em. Trời,
mà sao xô được cô té từ lầu 3? Mở cái cửa ra, hiểu không? Cái cửa đụng ba gớt xuống. Ê, lầu 3 xuống á trời. Trời ơi, vậy là không chừng. Đâu bây giờ anh hỏi coi. Bây giờ cô làm sao Nguyễn rồi? Nguyễn Huỳnh Nhật Huy giờ cô sao rồi em? Không chừng dậy tại nhà rồi đó anh ơi. Không có cái khả năng đến trường nữa thiệt, em lo ghê luôn á mấy bé thiệt. Trời ơi, nông nổi quá. Nổi quá. Lần trước em đi học kỳ gặp lại bà cô gác thi dễ thương lắm. Bà bảo nhìn bài với trao đổi nhỏ thôi để bà canh giám thị. Trời ơi. Thì đúng rồi, ngày xưa cũng có một số cô thầy giống vậy đó, dễ thương lắm. Những thầy cô nào mà càng dạy lâu năm á, họ lại càng hiểu tâm lý học sinh. Còn những thầy cô nào mà mới vừa dạy nghe, họ sẽ rất là sợ. Họ sợ ở trên trách móc á, cho nên là rất là giữ, rất là kiểm soát rất là chặt. Hồi lớp 4 em đang học môn địa xong, cô có việc ra ngoài, tụi em lấy sắp bài kiểm tra và cây bút đỏ cô trên bàn lấy xuống bàn lớp trưởng với lớp phó chấm hết bài. Đứa nào đứa nấy cũng được 9-10 điểm. Cô vô lớp, lớp im phăng phắc. Ngày hôm sau lên lớp cả lớp bị bảng kiểm điểm. À là có nghĩa là nặc danh cô chấm điểm luôn hả? Ừ, chấm luôn á, hay. Trời, hay quá. Lớp hay dễ sợ. Các bạn ơi, bây giờ tất cả các bạn có thể kể câu chuyện của các bạn qua cái điện thoại để mà liên hệ với Lập và Khánh nha. Tất cả mọi người hãy comment với cú pháp có đem. Dạ, comment cú pháp là E khoảng cách số điện thoại. Nhớ nha, E khoảng cách số điện thoại để chương trình. Ừ, chữ E á. Là gì vậy? Chữ E. Là gì vậy? E là thì chữ E thôi. Ủa vậy hả? Nó không có ý nghĩa trong cuộc đời này, em đừng quan tâm nữa. Ừ, anh tính đặt sao đặt thôi. Ủa vậy hả? Em tưởng một cái cú pháp gì nữa. Ừ, chữ E thôi. E khoảng cách số điện thoại. Ừ, đó, để tất cả mọi người cùng nghe kể trực tiếp qua điện thoại nha. Rồi, trong quá trình mà lấy số điện thoại đó thì mình đọc một vài comment nữa đi. Ai, thôi, đọc comment chi? Giờ anh có cái này anh đố em. Anh đố em trong quá trình lấy số điện thoại anh đố em nha. Dạ. À, để coi. Rồi, đố em câu hỏi này nha. Bố vợ của em rể của chồng chị dâu của chị phải gọi là gì? Là nó có liên quan tới cô giáo không? Không, không liên quan gì hết trơn. Anh hỏi em một câu hỏi cho em trả lời thôi. Hỏi vui hả? Ừ, hỏi vui á. Bố vợ của em rể của chồng chị dâu của chị phải gọi là gì? Bà nội. Trời, khó quá bố sao? Vợ em phát định là bố vợ. Ê, em ngu mấy cái đó luôn á. Ngày xưa em học mấy cái đó em bỏ không em đó. Phải ghi ra. Trời ơi thiệt á. Ghi ra. Ừ nè, bố nè, bố vợ rồi đây nè, bố vợ của em rể của chồng chị dâu của chị phải gọi là gì? Bố vợ của chị em rể hả? Của em rể. Gì sao kỳ, cái mối quan hệ gì kỳ vậy? Em rể. Bố vợ của em rể của chồng chị dâu. Ủa? Bố vợ của em rể mà của chồng chị dâu hả? Ừ, của chị. Của chị. Ừ. Bố vợ của em rể của chồng chị dâu của chị phải gọi là cái gì? Rồi vậy nè, hỏi nè. Người dưng. Gì người dưng mà tào lao luôn á. Đây nè, bố vợ của em rể của chồng của bố vợ của em rể của chồng chị dâu của em gọi là gì rồi đó, đơn giản thôi. Em có biết mấy cái đó đâu. Trời, biết mấy cái đó rồi, giờ phân tích từ từ nha. Ờ, anh mà phải phân tích từ dưới lên. Bây giờ nè, bố vợ của em rể của chồng chị dâu. Chồng chị dâu. Rồi bây giờ nè, chị dâu của em. Giờ xe xét từ ra chị dâu của em đúng không? Ờ. Chị dâu của em. Ờ. Chị dâu của em. Có nghĩa rằng là em có anh hai mà anh hai có vợ. À, thì vợ đó gọi là chị dâu. À, được không? À, rồi em rể của chồng chị dâu có nghĩa là xét về là chồng chị dâu mà có em rể nữa là cái mối quan hệ đó là nó là bên phía gia đình bên kia hả? Không, bên này dẫn em, dẫn em. Em rể của chồng chị dâu có nghĩa rằng mà con chị dâu đó nó có phải là chị dâu của mình đâu, thì nó là chị dâu của em đó, em hiểu không? Có nghĩa rằng là bây giờ em, chị dâu là vợ của anh hai em thì em mới gọi là chị dâu, hiểu không? Ừ, thì em rể của chồng là em rể của con bà dâu đó. Em rể của chồng là sao? Có nghĩa bây giờ em là con gái đó,
là chồng em là em rể của chồng chị dâu. Hiểu không? Chồng em là em rể của chồng chị dâu. Đúng không? Đúng không? Chồng em là em rể của chồng chị dâu. Đó. Thì bố vợ của em rể. Bố vợ của em rể, nhớ nha, em rể là chồng em. Ủa là giờ quay lại chồng em hả? Nè, là hồi nãy là bắt lại nè. Hồi nãy anh nói rồi, em rể tức là chồng em. Bây giờ cái ghế của em là em là người con gái trong gia đình đó. Bây giờ rồi, em vậy nè, em là đứa con gái, em có anh hai em đi lấy vợ. Là cái con đó, con chị dâu của em. Con chị dâu của em. Thì bây giờ nè, em rể của chồng. Sao em rể? Thì em rể của chồng thì bây giờ nè, anh hai của em cưới vợ. Bây giờ nè, bỏ con vợ đó đi. Bỏ con chị dâu đi, nó không còn liên quan tới gia đình này nữa, nó như vậy rồi. Rồi tiếp nè. Thôi đi, bỏ con. Em rể của chồng chị dâu, có nghĩa rằng là chồng chị dâu là anh hai của em, hiểu không? Chồng chị dâu là anh hai của em. Thì em rể của anh hai của em là gì? Là chồng em. Em là con gái, hiểu không? Là chồng em hả? Em là con gái, em có ông anh hai. Bây giờ em rể của ổng thì là chồng em. Đúng không? Đúng rồi. Ngược lại. Em rể của anh hai em á là chồng em, đúng rồi, tại vì em là con gái, hiểu không? Thì nè, còn bố vợ của em rể. Đồ, nói khúc này căng nè. Bố vợ. Trời ơi, đây nè, em là con gái, đúng không? Em có chồng, đúng không? Đó, thì bố vợ của chồng em là ai? Bố vợ của chồng em là ba em. Thì đó, ba mày nó nãy giờ là kêu bằng ba đó. Ủa là suy ra là ba hả? Là ba ruột đó, đúng không? Trời, cái gì mà câu hỏi gì mà lằng quằng vậy hả? Trời đó, trời ơi, bây giờ em phải học lại trời cái mối quan hệ trong gia đình đi. Trời em ơi, nhức đầu quá, quá thiệt. Trời ơi. Rồi, mình vẫn chưa tìm được người để liên hệ hả? Ủa là nãy giờ là câu giờ, cái câu hỏi câu giờ cái đáp án cuối cùng đó là ba em. Ba ruột. Ba ruột, đó. Trời ơi. Tôi đố con chi mà tôi còn mệt hơn nó nữa thiệt á. Ủa mà ở đâu ra vậy? Anh nghĩ ra anh hả? Siêu tầm. Trời ơi. Thầy dạy lý vuốt vuốt tóc hôm nay các em có thấy tôi đẹp không? Vậy hôm nay chúng ta học bài lực hấp dẫn nhé. Trời ơi. Trời ơi. Giống chuyện cười nhân gian ở trong báo Nhi Đồng ngày xưa 2003 cuốn nè đó. Chuyện cười đó xong cả lớp cười. Cười nắc nẻ hồi xưa đó. Rồi, anh kể một cái câu chuyện liên quan đến bà cô của anh dạy công nghệ. Wow. Ví dụ cô đang ngồi ở đây đúng không? Ở đây em ghi hình là thấy hình em không ạ? Thấy hình em không? Thấy đúng không? Rồi. Đây, ví dụ đây là bạn giáo viên nha. Dạ. Em đang ngồi em làm bài kiểm tra mà em đang lật tài liệu. Dạ, lật tài liệu. Rồi. Lật tài liệu không? Thì bây giờ em phải tâm lý rằng là rất là sợ anh nha, anh là cô của em nha. Thì đó. Thì anh sẽ anh đang anh ngồi đang viết nha, em đang lật tài liệu đi, anh mà có rụt rịch thì em phải giấu tài liệu liền nha. Rồi. Mình nha. Ê. Sao em này bữa nay nghỉ gì em? Sao em này bữa nay nghỉ học không xin phép gì hết trơn với em? Cô nghĩ ngôn vậy đó em. Trời ơi. Có nghĩa là cô đi theo một cái chủ nghĩa là dương đông kích tây. Đúng không? Không hiểu luôn á. Sao kỳ vậy? Tự nhiên đang ngồi bình thường mà mặt cô hiền hậu lắm. Tự nhiên cái Ê, đây sao? Ủa sao bữa nay em này nghỉ vậy? Sao mà không có ghi ở trên bảng là nghỉ học gì đó. Vậy thôi hả? Vậy đó mà làm hết hồn hết giếm rồi tim ra ngoài. Mà không có chờ lúc khác nói mà ngay lúc kiểm tra nói. Trời ơi. Không chừng cô nghĩ ra đó. Cái đó chiêu sách của cổ đó. Có số điện thoại cho em. Rồi vô. Dạ rồi. Rồi, loa lên. Dạ alo. Alo. Giống bà cô nãy đó. Cũng. Alo, chào em. Dạ em chào anh Minh Lập với lại anh Di Khánh. Em giới thiệu cho bản thân mình đi nè. Dạ em tên Hạnh ở thành phố Hồ Chí Minh, năm nay 18. Đẹp, tuổi đẹp quá. Hạnh 18 tuổi. Bây giờ Hạnh chia sẻ câu chuyện về cô giáo em đi. Dạ
Em chia sẻ với thầy nha anh. Ok được mà em, cô với thầy là một đó. Dạ. Em năm ngoái em có học một người thầy. Thầy đó dạy môn toán em á. Thầy kết trong lớp em có một người bạn, nó đang ăn kẹo trong trong lớp mà ăn dụng á. Thì thầy phát hiện. Cái xong cái thầy bắt nó lên trên một giảng. Đang học cái thầy cho ngưng luôn, ngưng học hết rồi đó, coi thầy phạt đó. Thầy bỏ ra một tiếp phạt nó, cho nó là nhai cái cục kẹo xinh ngưng đó, nhai hết ngọt xong rồi nhả ra tay. Rồi bắt đầu lấy cái kẹo đó chà thẳng lên tay, chà cho đến khi nào mà nó đen lại. Nó đen lại xong kêu nó là bỏ vào miệng nhai lần nữa. Rồi xong cứ bỏ ra tay chà lần nữa, rồi bỏ vô miệng, cứ làm lại đúng 5 lần cho thầy. Nó đứng nó làm hoài luôn. Mà không có dám bỏ vô miệng, thầy ngồi thầy kêu giờ mà nó không làm như vậy á, là thầy nói là thầy sẽ lụm cái cục kẹo chân dung đó, cho nó quăng xuống đất, cho nó lấy chân nó chà luôn rồi bỏ vô miệng lại. Cái nó cũng phải chà ngay tay rồi nó bỏ vô miệng nó nhai. Còn nhai được 3 lần nó ngã. Rồi giờ bạn em còn sống không? Dạ còn. Còn hả? Dạ còn. Không, anh phải hỏi là bây giờ thầy đó còn dạy không? Cái đó mới là dạ cái nguyên nhân chính. Ủa thầy đó còn luôn hả? Kinh dạ khủng quá. Sao thấy kinh khủng quá, nghe ấy ám ảnh mà sao thầy đó thầy dữ lắm hai em? Dạ không, thầy đó dễ thương lắm, cũng không có dữ lắm đâu, chỉ là phạt cho tụi nó nhớ thì nó không dám làm được nữa thôi rồi. Không đúng là nhớ thiệt á. Nhớ thầy đó cũng vui tính như anh vậy á. Hả? Thầy đó vui tính như anh vậy á. À vui tính giống anh vậy hả, mà nó còn ác dữ vậy. Không chừng là bây giờ đến khi mà con bé nó, cái thằng nhóc nó đến giờ nó ra trường mà nó bỏ ăn xin gom luôn, nó cay luôn. Ồ cay xin gom luôn đó. Ám ảnh đó, thấy cũng xin gom tự gói. Dạ đúng rồi, đâu có ăn nữa đâu. Ồ trời ơi, thấy mà thầy con có nhiều cách hình phạt ám ảnh đến cả đời ha. Không mà nhờ như vậy mà bạn ấy không có ăn dụng ở trong lớp, đúng không? Thầy cô đang giảng bài mà ngồi ăn dụng trong lớp là không có tôn trọng thầy cô. Đúng đó. đúng. À, là hết đó, cái hết đó, đó. Là kết câu chuyện đó, bé nó cười lên là hết câu chuyện đó. Cảm ơn em, cảm ơn nghe nhiều. Trời ơi, mà anh tưởng đâu là em kể câu chuyện liên quan tới em mà chứ giờ em chỉ ấn tượng câu chuyện đó với lại bạn em thôi đúng không? Dạ không, em ngoan lắm, em chưa bao giờ làm gì cho thầy buồn hết á. À, vậy thì cố gắng ngoan đến cuối đời nha em. Cuối đời luôn hả? Ừ, phải ngoan chứ, gái lứa mình phải ngoan mà đúng không? Mình ngoan đi, nhưng mà mình phải cá tính như thế nào đó, giờ sau này mình ra đời mình tính sau. Nhưng mà trước mắt mình phải ngoan, mình phải đạo đức đúng không? Đúng. Chứ đừng có như Duy Khánh vô em đi học mà bay mượn quá chất, tóc xanh tóc đỏ, sống ảo đồ. Ngồi đây mặc tóc căng vàng mà coi kìa, tóc xanh tóc đỏ nhuộm màu đồ. Đấy, cho nên là thôi, chúc em 18 tuổi đúng không? À chúc em sắp tới có một con đường học đại học đúng không em? Dạ. Ờ học đại học, có những chặng đường học đại học vô cùng thành công nè, vui vẻ nè, có những người bạn mới và có được những người thầy người cô dễ thương nha. Cảm ơn em rất nhiều. Và phần quà của em đó chỉ là một cái ly sứ có in hình của anh và logo trên đó, không có hình Duy Khánh vô. Cảm ơn em rất nhiều. Dạ con. Rồi, cảm ơn. Ok bye Hạnh nha. Dạ. Trời ơi, dạ. Nó ngoan hiền quá. Đó, nói chung là đúng là ngày hôm nay là cũng có rất là nhiều thầy cô rất là dễ thương ha, mang lại cho nhiều học sinh nhiều cái kỷ niệm, cũng có nhiều thầy cô đúng là trời ơi đất ơi người đời đó. Cho nên là thôi bây giờ mình đã chia sẻ cũng khá nhiều rồi, bây giờ hai anh em mình nghỉ giải lao một chút xíu. Các bạn ơi, nghỉ giải lao các bạn đừng có rời màn hình nha, hãy tiếp tục xem livestream để xem cô giáo Khánh và ông ngoại hay ông nội. Ông ngoại nào? Ông nội, cô giáo Khánh và ông nội Lập là có đối đáp và hành xử với nhau như thế nào trong cái clip sắp tới nha. Rồi, bây giờ Lập và Duy Khánh nghỉ cho đau chút xíu, đã nó quay lại. Và hôm nay là một cuộc đối kháng nha. Cho nên là tôi muốn nói như vậy. Không phải vì tôi buồn ngủ, tôi xỉu là tại vì tôi mừng quá. Tôi mừng là tại vì lớp mình học giỏi, nhưng mà ban đầu tôi cứ tưởng là nó học dốt. Đó, nó rớt hết. Nhưng mà bây giờ ai rớt cũng được, con rớt hết đi, trừ thằng cháu tôi ra. Con đâu gì con được. Thằng cháu tôi nó học giỏi. Thấy không? Nó học rất là giỏi. Nhưng mà cô ơi, sao mà cô cho nó học ít như vậy? Học vậy sao nó nên người? Phải cho nó học, học nữa, học mãi, hiểu không? Rồi học máu chết luôn á, học máu chết luôn. Bác ơi, bây giờ là lớp này học con ngôn mà. À, lộn phải.
chuyên môn học học một môn chuyên ngành. Dạ thì nói chung là con nhiều thiên nhiêu vậy đó. Dạ, cô nói vậy là sao? Chuyên môn là sao hả? Thằng cháu tôi nó chuyên rất là nhiều môn, nó giỏi rất là nhiều môn, mà tại sao cô không cho nó thi nhiều môn, cô cho nó thi ít dữ vậy hả? Học vậy sao nên người? Vậy đâu mà một môn học có 3 cuốn sách nè mọi người. Đó, trong khi đó tôi nè, để có được tôi như ngày hôm nay, hồi xưa tôi học 30 cuốn sách ha, viết 10 cuốn tập, coi 10 bộ phim, xem 10 cuốn truyện tranh. Nhất là cái chuyện Thủy Thủ Mặt Trăng đó. Con có Doraemon, con thích Suka. Tôi thích mẹ của Nobita. Hả? À, dễ thương lắm. Nhưng mà tôi nói gì đó cô tin không? Tôi nhìn vô cái cặp mắt đầy chân thành và đầy niềm tin của cô là tôi biết cô không tin tôi rồi. Tin con tin chứ. Không, cô không tin, tôi quyết định là cô không tin tôi. Con chính vì cô không tin tôi nên tôi sẽ kêu thằng Mọt lên đây đối chứng. Tôi muốn gọi điện thoại cho thằng Mọt. Đưa cho tôi đi. Đưa gì bác? À, thì nói đưa thì đưa đi, có nhiều chuyện muốn bảo tàu mò à. Dạ. Thiệt á. Nè bác, chìa khóa xe đi về đó rồi rước nó lên, chạy cho cẩn thận. Đưa chìa khóa xe cho tôi làm chi? Đưa cái điện thoại. Điện thoại hả? Tôi quánh dây thép cho nó là nó lên liền. Dạ đây, dạ, điện thoại. Trời ơi. Này cảm ơn, cảm ơn điện từ, dạ. Nè bác nhấn là được, dạ. Rồi hồi nãy con nhấn luôn nha, dạ. Này gọi cho Mọt hả? Gọi cho thằng Mọt. Gọi điện thoại bàn hay di động ha? Chắc nó ngoài đường nên gọi điện thoại bàn cho nó đi. Dạ để có bóng mã dùng. Im nè, để gọi cho thằng Mọt nè. Rồi, giờ đó, được rồi bác, mắt nghe đi. Alo. Chết rồi. Thằng Mọt nó bị gái dụ rồi, con nhỏ nào trả lời nè. Nó kêu tôi bấm số 1. À, bấm phím 1. Chú. Tổng đài. Rồi, dạ rồi. Alo. Rồi gặp má của con đó rồi, có con mẹ nào nói chuyện giọng già hơn. Chắc kêu nhân phím 2 hay phím thăng á. Chết chết rồi, bây giờ gọi không được rồi, giờ làm sao? Giờ bị sao bác? Gọi lại hả? Sao rồi, số con tôi cô không bấm mà cô bấm 108 chi vậy? Ủa trời, con bấm lộn thiệt đi nè. Bấm mã dùng mà sao nó ra đó. Chắc là phím tắt vậy rồi. Alo. Alo. Mọt hả con? Dạ. Đang đâu á? À, con đang thư viện đọc sách, sao rồi rằng ông không cho con đi học phụ huynh với ông? Dạ lên đây liền, lên đây liền, lên lớp liền. Còn con đối chứng nè, biết làm sao không? Bà cô giáo Khánh của con nói với ông là nói xạo. Nói ông là đồ gian dối, đồ không có liêm sĩ, đồ mất nhận thức, đồ vô nhân tính, không có đạo đức. Nói ông như vậy nó coi được không? Tắt máy Tùng. Tốn tiền vậy hả? Đúng không ơi? Sao ông con? Nói với cô về cái ý kiến của con ở nhà chưa? Đó là ông phải bảo cô là sửa đổi cái lề lối mà giáo dục đi, tại vì con thấy là những cái này nó cũ quá rồi, không đủ trình độ với con được nữa. Ồ đúng rồi, phải thay đổi hết con ơi, học ít quá không được gì hết trơn á trời. Đó. Alo con sao rồi? Alo. Đi lên đi. Dạ alo. Hết tiền rồi cô ơi. Dạ. Trở lại trường xưa với bao khi này ơi. Chết rồi, ông Năm thế bà Năm muốn té luôn à. Ủa, ông Năm là sức dụng gì trong trường? Ông Năm là già chồng bà Năm. Chồng bà Năm? Bà Năm nãy té rồi. Xong cái ông lên ông kiếm bà cái ông té luôn. Ông làm thế, bà Năm. Tại bà Năm đang bị chấn thương, đang nằm nhà. Giờ ông Năm lên làm rồi, nghe mà thác té luôn. Là vô chung phòng luôn? Ừ. Ồ, ghê quá, không hát nữa, sợ quá. Không như là không nên hát nữa. Thôi bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu vào cái tiếp tục cái công việc ngày hôm nay là chia sẻ về câu chuyện liên quan đến thầy cô giáo của chúng mình, những chuyện dạ. Buồn vui này nọ ha. Nói chung là nãy giờ không có câu chuyện nào buồn, cho toàn những câu chuyện lầy lội không à. Dạ đúng. Rồi, bây giờ là Lập sẽ lấy số điện thoại của một bạn đi nha. Các tất cả các bạn hãy comment với cú pháp E. Không, G. Sao ba hồi E mà hồi giờ? Cái E nãy xong rồi. Sao tự nhiên? Trời ơi, các bạn G khoảng cách số điện thoại. Rồi nha, bây giờ là có số điện thoại với một cái cú pháp mới rồi nha. Đừng ai comment chữ E nữa nha. Đó là cái cách
cái lý do tại sao mà anh đặt mã số đó là để cách ra cái lượt E nãy là qua rồi, bây giờ tới lượt G đó, cho nên là bây giờ là G khoảng cách số điện thoại, các bạn cứ comment đi nha. Chương trình sẽ lấy số điện thoại. Trong chương trình lấy số điện thoại, anh có một cái chương trình trò chơi dành cho em. Dạ. Mời em Khánh lên giải hết tất cả những bài này cho anh. Ở đây gồm có 1 trên N sin X bằng bao nhiêu. Điền, đấy, điền những cái phần này vào trong đây. Đó, cho biết lim X tới 8, 1 trên X trừ 8 là vô cực. Vậy thì tính lim X tới 5, X lim từ X tới 5 cho 1 trên X trừ 5 là bao nhiêu. Và đây em hãy áp dụng định lý Pythagore để tìm ra X và Y. Giải đi em. Trời ơi, em nhìn em không biết gì luôn á, em thề luôn. Bây giờ cái nào dễ làm được làm. Đó. Vậy nè, ngay chỗ cái điền là em biết nè. Nè, 1 là nhỏ hơn 2 nè. Thì đó, cứ làm đi. Em nói em làm trong trật tự, anh ngồi đọc comment. 1 phần 2 là 0.5 hả? Ổng sắp xài hết tiền nè, nhớ school bị không? Sao? À, tất cả các bạn ơi, nếu như mà tất cả các bạn bây giờ mà vào mà xem cái nó bị cờ giật á, thì ngày mai các bạn xem lại trên YouTube cho được. Tại vì hiện tại bây giờ cái hệ thống mạng của chúng ta đang bị trục trặc, bị đứt cáp rồi, cho nên là các bạn cố gắng có thể thoát ra hoặc là vào lại thì cái đường truyền chúng ta sẽ ổn định hơn nha. Đã! Làm tiếp. Nhớ nhờ nhân chia cộng trừ đó nha. Rồi, có một người comment nè. Năm tiểu học em ngoan lắm ạ. Cái cô chủ nhiệm em hôm đó là sinh hoạt lớp, có mấy bạn nói chuyện bị tổ trưởng ghi tên, thằng kia bị vi phạm nhiều lần mà không chịu sửa. Cái sửa đó cô tức, cô chửi rồi nó cãi lại, cô tức quá, cái phan nguyên cây thước bảng vô bằng gỗ vô đầu nó mà em nè ngồi đằng sau, cô phan một cái hứng 50%, còn lại em hứng. À, có nghĩa là trúng luôn cả hai. Giang Nguyễn Thị, cảm ơn bạn đã chia sẻ câu chuyện. Trả chữ về cho thầy hết rồi. Đúng rồi, trời ơi. Xong chưa? Xong rồi nè, 1, 2, 3. Cái này điện vô. Từ, đang tính nè. Biết không? Biết tính không? Đã biết, cái này là lớn nè. Nè, nè. Làm ra, cái này sao, sao? Làm cái này sao, nói. Cái gì? Cái này tính sao nè? Cái này á hả? Ừ. 1 phần 2 là 0.5. 0.5 nhân cho 2 là bao nhiêu? Là 1. 1 cộng 8 bằng 9. Em ơi, tối giảng 22 bằng 1. Em tính gì 1 phần 2 là 0.5 nhân 2 lên là 1 chứ cho cực vậy. Người ta tối giảng 2 này lại nè. Tại vì em sợ mấy bé con nhỏ, mấy bé chưa có học qua cái lớp tối. Mấy bé đó biết vì cái vấn đề đó, không có mấy bé nào mà 1 phần 2 là 0.5 hết á. Tin đó. Rồi tiếp bên đây là cái gì? Tối giảng luôn. Tối giảng sao? Tối giảng là 22 hết luôn. Rồi sao? 22 luôn hả? Thì hết luôn. Nè, nè. Đó. Sao? Ủa, nếu mà tối giảng 4 phần 2 nè, 4 phần 2 tối giảng hạnh nhiêu? Không, bỏ sai số 2 luôn. Bỏ luôn hả? À, hay quá ha. Hay. Không, vậy là hai. À. Này là 2, này là 0.5, 2 nhân 0.5 trời là 3.5. Không có nhắc nè, không có nhắc luôn, phan cái cây cái cho chết nha. 0.5 là 1, 1 trừ 8 là âm 7. Cái gì? Chắc không? Được đúng không? Âm 7. Gần đâu không cũng đánh chết bây giờ. Ngồi ngoài chỉ nhắc hả? À, này là... Rồi cái này. Trời ơi, liêm. Em có biết liêm là gì luôn. Liêm là giới hạn. Liêm là giới hạn. Đấy, liêm ít. Liêm là liêm. Cái gì? Trời tử, đấy. Còn à, không xuống đây đi, hình học đi. Thường là có một câu hình học nữa này, hồi xưa anh giỏi hình học lắm. Đấy, định lý Pythagore. Đâu làm sao chỉ coi. Bây giờ em tự em tính ra. Trời đất ơi, đây nè, nè, hai cái này là góc gì? Góc vuông. Ừ. Còn hai cái dấu gạch này là gì? Nhiêu trên. Cái nhiêu trên tao tán cái chắc chết giờ. Nhiêu trên trong hình học là gì cũng nhiêu trên. Bằng. Hai góc này bằng nhau. Góc nào tao đang chỉ cái độ dài mà góc gì mà bằng nhau. Nè. Từ đây từ A qua D, từ D qua C là bằng nhau.
thì đó là khoảng cách không? A sang D là 2. Không. Vậy thì D sang C là như trên là 2. Như trên là 2 đó thì nguyên cái AC là bao nhiêu? Là như trên là AC là 2 cộng 2 là 4. Ừ đó thì bây giờ có AC là 4, có AB là 3 thì bây giờ nè, tìm S đi. Thì đó hả? Học chi trả thầy trả cô hết trơn, đây tôi giảng cho, đây tôi giải cho. Thì đó thì anh cho anh được anh giảng đi, thì đó bài này anh ra nè. Rất đơn giản. Biết hồi nãy không? Khoảng cách nè thấy không? Này là tối giảng. Thì hai. Hồi nãy em tối thì có hai nè nè, tôi chỉ từ từ đi nè. Đây nè. Vô với bài toán ở đây đúng không? À. Thì giờ nè, tối giảng. Thì đây nè, có n bỏ n. Đó. Thì suy ra bằng 1 nhân cho xít, đó, xít là 6. Xít là 6, 1 x 6 là 6. Ô. Đó, là 6, hiểu không? À. Đáp án của chúng ta là 6. Rồi, còn này, người ta đã quá rõ ràng rồi, hãy điền. Ủa? Cái chữ hoặc vô thì điền cái chữ hoặc thôi. Nói chữ hoặc được rồi. Người ta đã ngoắc rõ ràng cái chữ hoặc là không gì có hoặc mà móc móc cái này chi không biết à. Hoặc. Đấy, hoặc là điền quạt vô hả? Ờ quạt thôi. Anh đóng mắt như vậy cho em kép nó lại rồi nó không hiểu nữa. Tự nhiên cái điền cái dấu ngoặc lớn một bé thằng chi nhảm nhí. À. Rồi. Còn cái liềm. À rồi, tối giản luôn. Tối giản cái gì? Được, tối giản được cái gì? Anh bỏ. Cái này là liềm là một cái khúm riêng. Chứ nó không phải rằng là một cái số này mà nhân chung với một cái sin, hiểu không? Nè. Liềm x tới 8 thì 1 trên x trừ 8 nó bằng cái này là vô cực đúng không, là số 8 nằm ngang, thì bây giờ x tới 5 thì nó bằng cái chữ 5 nằm ngang, hiểu không? Chữ 8 nè thì giờ 8 nó nằm ngang, thì giờ 5 thì giờ 5 nằm ngang, hiểu không? Em rất hiểu, đơn giản. Rất đơn giản luôn. Ừ đó. Còn đây ta kêu gì? Tìm x, y nè, x nè, y nè, rồi vậy thôi. Trong một đống A, B, C, D, E, F, X, Y, giờ ta kêu tìm x, y nè, chỉ nè, x nè, y nè là xong rồi. Chi cho phức tạp, học toán chi phức tạp, đơn giản thôi. Vận dụng người đời hả? Con kia ngồi. Bạn Khánh bữa nay không làm được tốt cái bài kiểm tra này nha, cho nên là bạn Khánh sẽ bị điểm dưới trung bình. Là có nghĩa là mình chỉ nên là chỉ tìm, còn cái riêng bài câu 1 là mình áp dụng tiếng Anh vô luôn. Ừ, tiếng Anh 1 nhân xít là 6 thì 1 nhân 6 là 6. Hiểu không? Ồ hay quá à. Ừ, đấy. Các bạn khi mà kiểm tra môn toán hãy vận dụng những cái công thức và kiến thức của Lập mới vừa cập nhật cho các bạn để các bạn có thể có được một cái kết quả tốt nghiệp các bạn một cách hoàn hảo nhất và trọn vẹn nhất. Cái số này nên phát trước khi mà các bạn thi tốt nghiệp với là đại học. Không sao, năm sau vẫn có thể coi lại được. Áp dụng được đúng không? Anh áp dụng được. Cái đề này năm sau ra nè. Rồi đấy. Đề năm sau ra. Em nói là y như rằng luôn năm sau ra. Ừ đấy. Rồi. Bây giờ tất cả bây giờ mình gọi cho thêm một nghệ sĩ nữa đi. Dạ. Ừ, coi tới điện thoại của khán giả thì mình sẽ để đó nha. Chờ xíu nữa mình sẽ để mình gọi sau. Dạ. Là đúng theo có khung giờ là phải gọi cho nghệ sĩ. Dạ. Bây giờ hồi nãy có người kêu gọi cho Quang Trung á. Dạ đúng rồi, hay mình gọi Quang Trung đi được không? Nhưng mà gọi Quang Trung. Nhưng mà thằng Trung bây giờ nó đang chơi Hội An. Đang làm gì anh? Nó đang đi chơi Hội An. Nó lo nó đi chơi thôi, nó không biết tối nay ghi hình. Và nó cũng không biết em ghi hình chung với anh luôn. Cho nên là lát nữa mở máy lên em nói chuyện với nó, anh không nói chuyện với nó. Lát nữa mà mở máy lên em nói rằng là hiện tại sắp tới anh em làm tiếp tiếp của cô cháu Khánh. Thì đang lấy tình huống, những cái tình huống quái oăm giữa giáo viên và học sinh. Thì em hỏi nó coi là nó có cái tình huống gì liên quan đến giáo viên hay không. Dạ rồi. Rồi cho anh liên hệ với lại Quang Trung đi em. Chui. Rồi. Bây giờ đi chơi nó có bắt máy không ta? Alo. Alo Trung à? Dạ. Ai kìa? Khánh nè, anh Khánh nè. Ai ạ? Anh Khánh nè. Anh Khánh. Anh Khánh, cô giáo Khánh nè. Ôi trời mẹ. À, nghe nè. Đang ngủ. Đâu có đang ngủ đâu. Không, anh nè, anh đang sao? Ngủ nè. Ờ, dạ rồi, sao? Cái nằm mơ, chim bao nó báo điềm về, nó kêu sắp tới làm cô giáo Khánh tiếp nè, phong thủy tốt của năm. Vậy hả? Bị điên cái giờ này mà ngủ. Trời ơi, mệt
chết luôn, đi quay từ về lúc 6-7 giờ nè. Làm sao? Sắp tới làm chung không? Làm tiếp nha. Làm. Ừ. Nhưng mà bây giờ biết sao? Bây giờ làm lại. Biết mệt quá, từ nè. À, đang biết kịch bản, không có biết làm sao, tại giờ cũng đang tự làm á, hiểu không? Đang muốn tự làm á, không có người viết biên kịch nên bây giờ đang nghĩ cái ý tưởng ra trước, rồi xong rồi để cho biên kịch người ta soạn thảo ra kịch bản, hiểu không? Ủa là em ngáp luôn á hả? Mệt quá, mới đi Huế về. Thì từ để anh ngồi dậy cái nha. Alo anh nè. Ờ cái gì vậy? Không phải, tại nãy giờ anh nằm. Nên có cái ý tưởng sắp tới là làm cô giáo Khánh, thì em có cái chuyện gì mà vui vui mà giữa anh ở lộn rồi giữa em với thầy cô của em hay bạn bè, cái khoảng mà thời gian em còn ngồi trong ghế nhà trường á. Em thầy cô em hả? Ờ. Nhìn em lành hiền lành vậy thôi chứ cũng động trời vậy lắm. Mà có cái gì vui không? Cái gì cũng vui hết trơn á. Đâu có gì vui kể đi thì. Em nhớ là năm nào em cũng làm trong mọi lớp hết trơn á. Mà cái năm mình đỉnh điểm á là phải có học tập. À, hình như là tháng 9 gì em nhớ. Xong rồi em lúc số bài thì em bị cái tên sổ. Em nói gì không có nghe nè. Không có nghe. Hình như là tháng 9 gì đó là nó có học tập á. Cái em bị cái tên sổ. À. Số đồ bài á. À. Em đốt số đồ bài. Em là ngày nhà em giữ á, buổi trưa á, học 2 buổi á, xong đem về em đốt xanh nhớ học. Đốt xong em cái đi, em đốt xong em đi học bình thường hả? Đi học bình thường, rồi cô biết cô đánh cho, xích hỏi gì. Ủa rồi đốt xong, ủa mà đốt xong rồi làm cái gì? Đốt xong nhớ cầu. Đốt xong định uống nữa, hồi đó nghe vụ đốt bùa uống, cũng định uống. Uống rồi. Trời ơi, là coi như là em đốt xong cái em nhấn cầu là em bỏ vô cầu luôn hả? Bỏ vô cầu nhấn. Ủa nhưng mà em không có nghĩ đến cái chuyện mà mình dùng thùng rác cho nó văn minh hơn hả em? Không, em muốn nó biến mất khỏi cuộc đời. Em còn định uống rồi đó, mà thấy em sáng dạ chưa có uống. Không, chứ ngày xưa là anh cũng có một lần là anh nhấn cầu một lần rồi đó. Nhưng mà anh... Nhấn gì? Nhấn bài kiểm tra. Mà có đốt không? Thì đó, anh thì anh nghĩ là nhấn cầu là mọi thứ là sẽ xua đi hết á. Nhưng mà cái bị... Thì cái quan điểm là vậy, cái bị nghẹt cầu, cái kêu người tới môi lên là y như rằng là chưa có thoát được, em hiểu không? Là ngày xưa đúng là cái... Chúng tôi còn... Gì? Có mời chúng cướp lên không? Có. Cái đó là cho nó đi theo cướp hết rồi coi như xong á. Ừ, cái đợt đó vàng khè anh sợ lắm. Ê trùng. À, còn gì vui không? Ngồi bay. Khùng mà tiếp đầu cũng chết rồi, hỏi vui ai không? Không, thì ngoài cái chuyện mà em nhấn cầu cái số đầu bài của... Mà cái năm đó năm lớp mấy? Tám, chín. 8 hay 9 em phải rõ ràng. Tám. Em học trường... Ủa mà cái đợt đó em học trường gì? Cái đợt đó học trường gì? Hồi đó học Dưới Thiết, quận 3. Lớp 8. Nhớ cô chủ nhiệm là cô diễn hóa, không có cô tập gì nữa. Mà cô trời đó, cô giận tím mặt luôn đó. Giận tím mặt luôn đó. Tụi tím tái mà đầu ngón tay mà đầu ngón chân đúng không? Trời ơi, chân nặng bàn đánh đó trời. Trời ghê quá. Học ngoan, hiền, học giỏi á, đẹp nữa mà gì có làm chuyện gì. Ủa là hồi nhỏ là em nghĩ là mình đẹp luôn á hả? Không đẹp, em vẫn nghe hồi đó nha. Em tự nhiên nghĩ lại không biết. Hồi đó trời em là cây hài của lớp đó, mình nghĩ học lớp buồn lắm á trời. Là em là cái hài hước trong lớp á hả? Ừ, hồi đó hả, mình đang học á, lớp mà cười cái rừng là em không đó là bắt hiếp cái đùng, giả tuổi rồi rước cửa tay á. Mà hả? Rồi đó anh nhớ, bởi vì học á, thầy cô giảng bài nó leo lắm. Em hay nói leo, nói sao? Ví dụ đi, anh biết, anh viết cho nó cụ thể nè. Không có nhớ được là nó leo sao luôn, mà mỗi lần nó leo là nó cười. Mà giờ nghĩ lại á, thấy là, còn sau đó cô giáo giảng bài mà mình có thể nói leo lên được. Không hiểu sao luôn, không nhớ được là nó leo cái gì luôn. Nhưng mà có cái chuyện gì mà có nghĩa là em làm cho cô bực mình, hay là có một cái chuyện gì mà cô tác động hay thầy cô tác động gì đến cuộc đời của em không? Có em tác thầy cô rồi chứ không tác động với em. Cái gì? Mày nói gì không nghe rõ, mất sóng rồi. Mày nói có em làm mấy cái chuyện như một cú tát vô mặt thầy cô rồi. Có thầy cô không có tát gì tới em được hết á. Trời ơi, em không có sợ thầy cô, không có sợ, không bao giờ sợ chứ. Là em tát thầy cô luôn hả?
Không, em làm những hành động như một cú tát thôi. Là em tự ước lệ đó như một cú tát luôn. Em mà em làm cái gì cụ thể, làm cái gì nè, chứ tự nhiên ghi vô kịch bản. Biết nữa, hồi đó hả, em còn đem hamster vô lớp chơi nữa. Em sao vậy? Chúng đem hamster vô lớp rồi liên quan gì tới bà cô? Trời, mà biết không, cái con hamster của em á, là em mua cái nhà 2-3 tầng bự dữ lắm. Nó bự muốn đụng tới cái gầm bàn luôn á. Mà em đem lớp chơi, em làm đủ trò, em không sợ thầy cô gì hết trơn. Muốn làm gì làm á. Còn hả, hồi lớp cấp 3 á, em ngồi cuối lớp á, là mình được ngồi cửa sổ đúng không? Đó, em đóng cửa sổ lại, em khóa luôn cửa sổ lại, em không cho bất cứ ai mở lên, em thì cũng mở được luôn. Xong em trang trí cái góc cửa sổ thành một cái phòng riêng của em. Em nên ngó bông, ngó bơ, rồi em đem mờ mình lên nằm, vừa nằm vừa học vừa nằm. Có nghĩa là ngày xưa em nghĩ, em coi lớp là giống như là một cái ngôi nhà thứ hai của mình đúng nghĩa luôn á hả? Đúng rồi, chứ sao mẹ nó học giỏi đó, cho nên là không sợ thầy cô, cho nên là muốn làm gì làm. Nhưng mà vấn đề là em, nhưng mà những cái việc đó nó có gây hậu quả, một cái hệ lụy gì giữa em với thầy cô không? Thầy cô không có dám làm gì em hết á. Trời, tính ra là, vậy là em giỏi ghê á. Thầy cô lớn, mạng lớn nè. Mạng lớn luôn hả? Trời, cái phong thủy em hợp với cái trường đó đó. Coi được hàng năm tới cúng đi. Trường nào cũng vậy đó. Ừ. Trời ơi, hay quá, tính ra là nghe câu chuyện của em xong là bí kịch bản luôn, không biết ghi làm sao luôn. Tại vì anh đang cần những cái hệ lụy mà bây giờ gọi cho em. Bây giờ em có câu chuyện nào của đứa bạn nào không? Mấy đứa bạn nào trong lớp á? Hệ lụy gì, thầy chết, cô chết hay gì, gọi là hệ lụy ghê quá. Trời ơi, không phải hệ lụy mà là hệ quả đó em. Hệ quả của một cái việc mà mình quậy phá trong lớp á, bạn bè trong lớp mà nó làm cái gì thầy cô, xong rồi thầy cô làm gì nó đó. Trời ơi, mới gì vậy, cái tư phòng mới gì, mở cửa phòng luôn hết quá rồi, chưa có định hình luôn. Chán ghê á. Đến giờ rồi, đến giờ rồi. Em nói kệ, em kể chuyện chán quá Trung ơi. Trời, em kể chuyện giống như mấy đứa nó comment quá trời dài luôn á, thiệt mà đọc vô không hiểu gì tiếp nè. Ừ. Ê trời, đi mấy. Mẹ ơi, ông thương bị hoài á. Ông mất dạy ghê. Ông thương bị hoài á trời. Dạ, bị hoài. Ôi, chứ biết mấy. Ủa, giờ mình chuyên thân đó hả? Ờ. Anh bây giờ em biết anh đâu có gọi cho em chứ, anh kêu Khánh gọi. Tại hiện tại giờ em đang đi chơi ở Hội An, nó đang du ngoạn sơn thủy. Đâu có trời quan tâm anh chị em làm show làm sao đâu. Trời ơi, mới hói vậy. Mệt gần chết, không có biết gì chơi, mới vô phòng chưa kịp nằm, cái điện thoại reo bực chết luôn. Mệt cũng trời ơi, là nãy giờ là miễn cưỡng nói chuyện đó hả? Bây giờ không có vui không? Cái bộ nó giả lạ chứ không có vui. Thôi cũng hiểu rồi. Thôi bye em luôn đi. Thôi bye em đi. Bye. Có gì lên comment đi, mệt quá. Rồi bye. Gì mà nó hề nhất trường á. Ờ nó hề. Gì mà cái hề của trường. Ờ nhạt tuẹt. Trời ơi, kể một câu chuyện gì ra thiệt á. Nhạt tuẹt luôn. Đó. Rồi, thôi bây giờ mình gọi cho các bạn nãy ra comment số điện thoại G đi. Gọi đi, gọi. Á gọi giùm em nha. Gọi chưa? Mày hỏi anh rồi không, mày lại giờ anh cho thằng Khánh nó chơi thêm cái. Không, em không có nhu cầu muốn chơi nữa. Rồi, còn cái này nữa. Ở đâu nữa? Trời ơi. Trời đầu tư quá vậy. Cái gì vậy? Em đọc tiếng Anh đi em. Vocabulary. Em đọc tiếng Anh theo phong cách Thái. Vocabulary. Rồi. Pronoun xế sàng. Pronoun xế sàng. Xế sàng. Different. Out of the question. Out of the question. Dạ. Rẹt tu ràng. Rẹt tu ràng. Hồi xưa anh đọc cái chữ này là rớt tu răng luôn á em. Hồi xưa đọc rớt tôi răng không luôn á. Sao tự nhiên? Hồi xưa không có nhớ cái chữ đọc sao, trời ơi, mình tự mình ấn trong đầu mình đi là à rớt tôi răng, rớt tôi răng là nhà hàng. Đó. Rồi hay gì nữa, rớt tôi răng. Rồi, đây là một cái câu châm ngôn của nước ngoài, đọc đi em. Đọc tiếng Thái á hả? To the world, you may be judged. Hoàng bơ sần, bậc tù hoàng bơ sần, you may be the world. To the world you may be just one person. Person. But to one person you may be to the world. Là gì? À, thế giới có thể là một cái gì, con người. Của một người. Còn con người, còn con là người gì là thế có giới. Thể là cả một thế giới. Dạ dạ, dịch tạm nữa không, mình dịch xác nghĩa. Rồi, rồi. Còn đây là một cái câu lẹo lưỡi. Lẹo lưỡi. Ừ.
can you imagine and imagery imagery. Cái này làm phải in. Ủa, manager, không có gì. Thì nên manager em đóng này nè. Manager. Lại. Đây nè, đó nè. Lại. Đặt chỉ đâu nè. Can you in me? Can you in me? Can you in me? Không, can you in me gì? Can you in me gì? In imaginary. Mẹ nè. Imaginary. Rồi. Im mẹ gì nè gì? Rồi lại nè. Can you in me gì? In imaginary. Mẹng nè. Mẹng ở đâu ra mà thiệt á, lên mạng kiếm. Good morning tiệt chơi. Bây giờ em đọc cái chữ này cho nó nhanh lên đi, này nó bị dấp quá nè. 2, 3. Can you imagine an imaginary imaginary imaginary. Không có in cái này là má bọn em đâu. Trời ơi thiệt á. Để nè. Can you imagine này là gì quá này. Can you can you im mẹ ghi đi em im mẹ đi nè ri mẹ na ghi ri à can you im mẹ ghi đi em im mẹ ghi nè ri mẹ nè ghi ri mẹ nè gờ im mẹ ghi đi mẹ na gì mẹ 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 cái gì rồi dẹp mẹ đi mẹ mẹ na ghi ừ im mà đi ghê đi mẹ nè gari mẹ nè gari trời ơi thiệt á đâu mà bài ra thiệt good morning teacher đó trời ơi đau họng ghê luôn á thiệt á. Hồi xưa anh học môn anh á anh sợ lắm. Sao vậy? Anh sợ á, người ta bảo cô dạy anh á, ông sợ bà dữ lắm, anh sợ ghét mà anh sợ anh không học được một chữ gì luôn. Ngồi căng áp lực á, áp lực mà không nhớ một cái gì trong cái tiếng Anh luôn. Bây giờ anh luôn anh gian lắm là anh vậy á. Sợ lắm, sợ em mà sợ lắm. Tại vì anh là lớp trưởng nữa. Vô nghe, ví dụ vô mà vậy nè. Có phấn trên tay là đi thẳng xuống phòng y tế ngồi luôn, không dạy nữa. Ủa là sao? Là cái bảng nó có phấn á, lâu mà lau không hết phấn á. À lau không sạch đó hả? Ừ, ví dụ lau gì nè đó, lau gì nè. Cái đầu vô. Cái đi luôn. Không dài luôn, đi luôn. Là giận. Giận. Là anh phải đích thân anh là lớp trưởng phải xuống năn nỉ cô lên dạy lại. Không chừng chán trường cái kiếm cớ đi nghỉ đó chứ. Đâu mà giận gì kỳ vậy, giận sợ thôi lắm, quá. Sợ lắm, lúc đó sợ lắm. Trời ơi, rồi bây giờ mình gọi điện thoại cho các bạn có G số điện thoại được rồi đó. Đâu G nè. Nè đấy, bên đây. Dạ. Dạ rồi. Hay ha, bạn Khánh ta đọc anh văn lưu loát. Alo. Hello khạp. xin chào. Sao qua đi khạp? Em chào anh Kim Khánh và anh Quỳnh Lập. À bây giờ em giới thiệu về bản thân mình đi em. À, dạ em tên là Võ Anh Hào mà nick Facebook của em là Võ Hoàng Kiệt ạ. Ủa sao cái tên kỳ vậy? Hào Kiệt. Dạ, em có hai tên nè. Là trong chứng minh là tên nào? Dạ chứng minh em tên Hào. À rồi tên Kiệt, lý do tại sao có tên Kiệt? Dạ, cái này là do bất đồng quan điểm với ba mẹ em. Mẹ em muốn đặt em tên Kiệt, còn ba em muốn đặt em tên Hào. Trời ơi, vợ chồng mâu thuẫn nhau trời. Trời ơi, mà giữ đến bây giờ, ủa, giờ gia đình còn hạnh phúc không? Dạ, còn hạnh phúc rồi. Ồ, cũng được. Ủa, sao ông ráng đẻ ra thêm đứa là đặt cái tên Kiệt em? Dạ, em là con út rồi nên không có đẻ nữa. À, gia đình của mình là chắc hai người hả? Dạ. À, rồi, ủa, Hào bao nhiêu tuổi? Dạ em năm nay 19 tuổi. Rồi, bây giờ Hào muốn kêu gọi là Hào hay là kêu gọi là Kiệt?
Hào Kiệt đi. Cho ba má nó vui. Ê, cái nào cũng được anh, Hào Kiệt cũng được. Ba em tên Hùng hả? Dạ không, ba em tên Khánh. Ba tên Khánh hả? Anh tưởng đâu là mà mẹ em tên Kim Anh, ba em tên Hùng, em tên Hào Kiệt, anh Hùng Hào Kiệt. Anh được rồi. À, cũng hay đó chứ. Ê, em có đứa bạn nhà là Lân Long Quy Phụng, Lâm Lân Quy Phụng gì đó. Để đây để chia sẻ với em luôn ha, ngoài lệ xíu, anh tên Lập, anh hai anh tên Tạo, ba anh tên Sáng. Lập Sáng Tạo. Ừ đó. Nó thường thường là đặt tên á hay là đi theo của ba mẹ em. Ê, mà ghê một cái nữa là gia đình bạn em là cha mẹ cưới nhau sao mà hay mà đẻ con ra là Lâm Lân Quy Phụng. Mà nhà ngay cái Suối Tiên luôn. Không biết bây giờ đổi nhà chứ là nhà ngay cái Suối Tiên. Rồi, bây giờ mình bỏ qua cái gia đình mà thằng Tứ Quý đó đi ha. Bỏ đi ngủ quỷ gì Tứ Quý gì đó. Bỏ đi, giờ mình quan tâm cái gia đình của Hào Kiệt nè. Rồi Kiệt ơi, Hào ơi. Dạ em đang nghe. Ờ, dạ em kể câu chuyện của em đi em. Dạ trước tiên em kể cho em giới thiệu về trường của em tí, để cho những bạn nào cùng trường với em thì sẽ xem cái livestream này. Rồi mở bài nha, mở bài. Dạ em là hiện tại em đang là phụ sinh của học viên của trường trung học cơ sở với lại trung học phổ thông An Dân Tây ở Củ Chi. Dạ thì ngày xưa lúc mà em đi học đó thì em khá là được thầy cô rất là thương, bởi vì em rất là giỏi các phong trào và tất cả các năm học của em đều là cái sự lớp là lớp phó đa số. Ok, giống anh á. Nhưng mà ở sau lưng thầy cô thì em lại không có được ngoan như thầy cô nghĩ. Quậy ngầm đúng không? Cá tính đúng không? Dạ đúng rồi, dạ em quậy ngầm. Thì nói chung là thầy cô thì bây giờ em nghĩ là ai em cũng thương hết, nhưng mà có những cái kỷ niệm rất là vui ở năm lớp 8. Thì năm đó em làm lớp phó nhưng mà em nắm quyền lớp trưởng vậy đó. Lớp em thì năm đó không thích cô giáo dạy toán cho lắm, bởi vì thấy cô dạy khó hiểu. Xong rồi có một hôm em bày cho lớp là tổ này tụi mày đi hái mắt mèo, tổ kia tụi mày đi hái trái đủng đỉnh. Rồi, cái gì? Cây đủng đỉnh. Cây đủng đỉnh. Cô vô rồi mấy đứa kia thì bắt đầu lấy những cái thứ đó lên kép trên bàn ghế của cô. Xong rồi hôm đó cô ngồi, cô bị ngứa cả một buổi chiều đó luôn. Cả lớp cùng nhau mà cười. Xong rồi sau hôm đó thì trước cái ngày mà tụi em làm kiểm tra 15 phút toán á, thì đó là cái ngày chào cờ, giáo viên thì ra ngoài sân cờ hết. Thì có em thì ở trong đội nghi lễ cho nên là em ở tại trong phòng giáo viên á. Thì em mới thấy cái đề kiểm tra 15 phút của cô. Em mới lấy về em giải cho lớp. Xong rồi lớp em tụi nó học thuộc lòng hết rồi. Xong rồi hôm sau vào kiểm tra thì lời xưa cái là cô cho đề khác. Tức là cả lớp tụi em bị lật thủ hết. Rồi còn một hôm nữa là... Ba hồi. Em bày thêm một trò khác nữa là kêu tụi nó mọi đứa chuẩn bị một tờ giấy cắt hình rồi viết chữ cho anh các kiểu rồi dán keo thay mặt lên, đợi cô đi ngang qua thì sẽ lén dán lên trên tảo dài của cô. Cô đi toàn trường luôn, cả trường ai cũng thấy hết. Trời ơi, vậy là ông này là ông bày đầu rồi. Đúng rồi, bày đầu hết những cái trò chơi trong trường rồi. Rồi trời đó, bây giờ em học đại học em có bài đậu gì nữa không? Dạ không, em học đại học không ngoan rồi anh. Học đại học là coi như là lên học đại học là mỗi người có một cuộc sống riêng, một cái góc học tập riêng của mình rồi, nó không còn học chung như là cái thời trung học phổ thông nữa. Dạ. Cảm ơn em rất nhiều và đã chia sẻ những câu chuyện quậy quạo của em liên quan đến giáo viên nha. Bây giờ mà nếu như mà bây giờ mà học trò nào hay là giáo viên mà em đã từng mà chơi người ta đó mà ta coi là chắc ta ghi nhớ em nhiều chuyện lắm. Dạ hầu hết là tất cả các thầy cô ai em cũng chơi hết, nhưng mà bây giờ thầy cô nào em cũng thương, em cũng nhớ hết á. Cảm ơn em rất nhiều vì đã chia sẻ câu chuyện của mình nha. Phần quà của em là một chiếc ly sứ có in hình anh trên đó và chiếc logo trên đó. Cảm ơn em rất nhiều. Anh cho em gửi lời chúc sức khỏe đến tất cả các thầy cô đang làm công việc giảng dạy của mình, và đặc biệt là các thầy cô đã giảng dạy em trong quá trình học tập. Rồi em có gửi lời xin lỗi này cô luôn không em? Dạ có. Rồi cảm ơn em rất nhiều nha. Rồi dạ, bye bye. Rồi chúc em ngủ ngon. Rồi
Bây giờ thầy Lập sẽ kết trong khoảng thời gian ít ỏi còn lại thầy Lập sẽ kết nối thêm một bạn nữa. Có không? Rồi, kết nối luôn. Kết nối luôn hả? Ủa hay vậy? Ừ, nói. Tanh 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 tanh. Dạ alo. Alo. Trời ơi, đang chạy xe. Dạ alo anh Lộc hả? Anh đây, anh đây. Dạ em là tên Gia Lợi, em lớp 12, 18 tuổi. Dạ. 18 tuổi hả? Ủa? Ủa em ơi, em là con trai hay con gái vậy em? Dạ em gái. Con gái. Em ơi. Dạ. Ủa hiện tại em đang ở ngoài đường hay sao? Dạ. Em đang ở ngoài đường hay sao mà nghe tiếng xe vậy? Dạ. Dạ không, tại vì em thích tiếng xe em để mở để em ngủ cho dễ anh. Con này cái nốt kỳ vậy trời. Thường là người ta ngủ là người ta tìm những cái góc khuất nào đó yên tĩnh, hoặc là mở nhạc thiền hay mở nhạc thiên nhiên, cỏ cây hoa lá, nhạc suối này nọ. Người ta nghe, người ta thiền tịnh rồi người ta ngủ. Em mở tiếng xe mới ngủ được hả? Trời ơi anh, trời bây giờ trong mấy cái app á nó cũng có cái vụ mà nghe tiếng xe, tiếng gỗ, tiếng ngoài đường để mà mình ngủ cho dễ á, thì đó cái đó giống vậy đó anh. Trời giống như cái nghiệp con bé này phải ra đường ngủ á. Em lo cho nó đi em ơi, nó giận như hết vô người mình đó. Em bây giờ em chưa có ngủ. Dạ. Mình đang thiền em tắt đi cái tiếng xe đó đi. Tắt đi em. Dạ rồi em tắt rồi. Tụi má nó lạ lùng ghê ta. Ghê thiệt. Trời em tính thi vô sân khấu đó. À em thi vô khấu, em thi tiểu phẩm ngủ ngoài đường hả em? Không, tên ngắn hơn, ngủ lan. Rồi bây giờ cô bé dễ thương ơi, bây giờ cô bé hãy kể về cái câu chuyện của em liên quan đến thầy cô giáo của em đi. Dạ em nhớ là có một lần là hôm đó cô đi lấy hồ sơ hay lấy tài liệu gì đó rồi để trong lớp tụi em ngồi ở nhà, ở trong lớp tự học, cái cô để điện thoại, thường là cô để điện thoại trong cái hộp bút, cái lâu rồi cái lúc đó tụi em với lại hai đứa nữa bài đầu là ê tụi bay giờ mình lấy điện thoại cô á, mình chụp hình đi, mình chụp hình selfie lại đi, cái rồi cái đen lén, cái sau mà có đứa canh, đứa thì canh, đứa thì lấy điện thoại cô chụp hình, cái bài canh kêu bài canh cô chưa vô không, cô chưa vô, vô chụp hình, cái sau ba đứa tụi em, ba đứa bài đầu, ba đứa nổi bật nhất, còn nguyên nhóm còn lại đứa nào cũng cười tươi tê tay hết trơn trời á. Cái xong cái sáng hôm sau vô đó vô lại thấy cô con phản ứng của cô hôm sau không thấy hiện trơn trời. Rồi xong rồi hồi tại cô là chủ nhiệm luôn mà. Cái hồi tới thay vì là tới cô là tới giờ anh là cô dạy tiếng Anh phải không? Cô dành hết 45 phút để mà cô sinh hoạt và cô nói về cái chuyện vấn đề là sử dụng điện thoại của cô một cách tùy tiện, và cô nói là đứa nào mà bài đầu á thì tự biết cái phần của mình. Cuối giờ gặp cô, cái thay vì giờ ra chơi hai á, là còn giờ ra chơi hai mới có giờ ra về. Thì giờ ra chơi hai, em sàn qua sàn lại, sàn tới sàn lui để hỏi gặp cô. Cái cô nói, ba đứa này tưởng được thoát tôi nha, giờ về tới gặp tôi. Cái xong cái giờ về là cái tụi em bị cô la ở ngoài trước phòng không dụng quá. Cô la tụi em không, mở cái điện thoại. Tự nhiên cái có cô không dân cô đi nghe qua. Cô chỉ vô mặt em, cô nói cô ơi cô thử luôn con nhỏ này đi cô, kìa trước nó quên em bị cương nè, kiểu như là cái bị nó bồ luôn anh. Mấy này nó kể kỹ quá hơn. Có nghĩa là bây giờ em là tội tày trời từ trước tới giờ ở trong trường trong lớp luôn đúng không? Dạ không, em cũng hiểu á, con ơi em đi trễ mà em đi trễ thay vì người ta trễ 5 phút em trễ bỏ 1 tiếng 2 tiếng em mới vô trường. Vậy hả? Cái đó em làm quỷ, em chồng quỷ luôn rồi ở đó mà em không ngoan không hiền. Ghê luôn á thiệt á. Mà nó kể trình tự. Không, bé này làm nhân viên được. Nó kể rõ ràng. Kể có logic, có đầu có đuôi nè, có nhấn nhá nè, sống động kịch tính. Trời ơi, con bé này sao đâu á. Anh nói rồi, mai mốt á anh chắc là em do em thi cái tiểu phẩm là em ngủ lan đó. Bây giờ là em ngủ đúng nơi đúng chỗ đi, em thi cái tiểu phẩm là ngủ đúng nơi đúng chỗ đi, em sẽ đậu. Em rớt cái vòng sơ tuyển là cái vòng mà về ngoại hình đó anh. Ngoại hình hả? Ủa em chiều cao em không tới hay sao? Dạ không, em cao mấy 65 rồi. 65 là cũng đủ tiêu chuẩn rồi. Thôi vậy là mình phải coi lại cái nhận thức mình em ơi. Cái nhận thức mà tối ngủ mà mở cái tiếng đi xe chạy là anh có vấn đề rồi đó. Trời ơi, mở như vậy mình mới có cảm hứng, mình chỉ kịch bản rồi sau này mình đi ái trụ đi, mình ra thay gì mình diễn mình ngủ lên thì mình diễn cái dài mà bán kẹo kéo ngoài đường. Cũng được, lấy cảm hứng cũng được. Dài,
Ờ, nhập vai rồi, cảm ơn em nhiều nha. Ờ, cảm ơn em. Bye bye. Rồi, bye bye em, chúc em ngủ ngon nha. Bye bye. Rồi. Rồi, xong rồi đã. Trời ơi! Con bé đang ngủ ngoài đường bị xe tông hay sao vậy? Trời ơi, anh qua âm thanh này làm dữ dội quá. Em nói xui thấy không? Sao người ta, tại sao trên đời lại có người sở thích kỳ? Không, tại vì hồi xưa em có mấy đứa bạn hửi xăng á, đi học phải đem theo bình xăng để hửi á. Thiệt. Nó thích cái mùi xăng. Quê, sao em hửi gì? Gì? Sao em hửi gì? Em thích hửi cục gơm. Em thích hửi cục gơm với lại ăn ăn kem đánh răng. Tụi em bị điên hả? Ừ, em thích kem đánh răng lắm. Ngày xưa em ngủ á mà em đói bụng đó, em sợ là nói ăn đồ ăn là ba không có cho mua, tối mới công hành ba phải chở đi mua xô đầu đường, cái em lấy kem đánh răng em giấu dưới gối. Cái tối ba ngủ em ngủ cái ba mà cái mở cái em nặng em ăn. Em đi điên. Tại em thích em ăn kem đánh răng lắm, kem đánh răng hương dâu á. Dạ em có ăn không? Hồi không ăn. Hả? Dạ, chắc không ăn đâu, không ăn bây giờ hết rồi. Hết rồi. Nhưng mà bây giờ kêu ăn chắc không dám đâu thiệt á. Ờ, em ăn giờ em chết á. Không, nghe nói là ăn ở đó được. Tại chi bây giờ cái hậu quả của chuyện ăn kem đánh răng à. Sao vậy? Em bị điên á, em bị khùng khùng điên điên á. Không có, không có. Ô, nhân quả báo ứng tới nơi rồi. Nhân quả báo ứng. Thôi được rồi, nãy giờ mình chia sẻ rất là nhiều thứ rồi. Mình chơi trò chơi rồi, mình đủ thứ hết trơn. Mình chia sẻ rất là nhiều câu chuyện liên quan đến thầy cô giáo. Với chủ đề là cô giáo em. Dạ. Ừ. Chủ đề cô giáo em mà kể thầy nhiều quá ha. Không sao. Mình lấy cái chủ đề là cô giáo em thôi mà liên quan đến giáo viên, hiểu không? Dạ. Đó, tại nên chúng ta đã xong hết tất cả mọi một loạt của chương trình ngày hôm nay rồi. Thì bây giờ nè, em tham gia chương trình ngày hôm nay em có ý kiến gì không? Em nói đi, góp ý đi. Hay là không? Em muốn nói gì đó em nói đi. Không, em góp ý hả? Góp ý thì em đâu có gì góp ý đâu, tại vì em rất là bất ngờ. Tại vì em rất bất ngờ là rất là đầu tư về cái mặt nội dung kịch bản. Tại vì ban đầu vô á là thấy có cái tờ này nè, thì em nghĩ là chắc là chỉ xoay quanh nói chuyện giao lưu các bạn thôi. Ừ. Em không nghĩ là đầu tư rồi mấy cái này nè, rồi với lại là backdrop rồi cảnh trí, nói chung là đầu tư rất là nhiều. Trời ơi, không có tài trợ ở đâu, tự lấy tiền túi ra làm đó. Nghe em kể rồi. Ừ, nên lát nữa được thì lấy cái xe thích thôi. Không có lấy cái xe. Không lấy luôn hả? Không lấy. Em nghe lại cho em ghi nhận lại là cái tự nhiên vậy, anh không lấy cái xe nha. Anh em bạn bè mà sao lấy cái xe được đó. Nói chung là em thấy là chương trình rất là dễ thương, và em nghĩ là mọi người nên thí dụ như là trước khi mà vô coi livestream á thì chắc chắn là bên fanpage của anh Quỳnh Lập sẽ hiện ra cái post đó trước rồi. Ừ. Trước khi livestream thì trước khi các bạn coi thì các bạn nên share cái đó về Facebook cá nhân của mình với chế độ công khai để cho nhiều người được theo dõi và biết đến chương trình nhiều hơn nữa. Đúng rồi. Rồi, cảm ơn Duy Khánh rất nhiều vì hôm nay đã tham gia chương trình của anh. Dạ. Và cảm ơn tất cả mọi người vì đã dành thời gian theo dõi chương trình Buồn Vui Tôi Kể với chủ đề là cô giáo em, để chúng ta cùng nhau chia sẻ những câu chuyện buồn vui của tất cả các bạn, cũng như là của Lạc, cũng như của Khánh. Dạ. Và chủ đề tuần sau đó là chủ đề gì? Hàng xóm khó chịu. Trời, hay quá. Cái chủ đề này chủ đề rất hay luôn. Cái chủ đề này là tất cả mọi người ít nhất phải có một người hàng xóm, và khách mời của chúng ta đó chính là chị Khả Như. À, cho nên là tất cả các bạn ơi, sắp tới đây hãy đón chờ cái số tiếp theo với chủ đề hàng xóm khó chịu của chương trình Buồn Cho Tôi Kể Quỳnh Lập nha. Và bây giờ Quỳnh Lập, Duy Khánh xin kính chào, hẹn gặp lại. Bye bye. Cảm ơn nhiều. Alo. Ê, Lập con, cô có chuyện này vui dữ lắm nè. Đâu, có chuyện gì kể con nghe coi cô. Alo. Em buồn quá anh Lập ơi. Thôi không có gì phải buồn hết nè, nín nha. Alo. Dạ con chào chú. À chú Lập chào con, có chuyện gì vui kể chú nghe. Dạ có gì hết chú. Ê, alo. Thôi nghe, nhìn cậu đẹp trai, em như thằng bạn lúc còn sống vậy đó. Có chuyện gì vui, có chuyện gì buồn, kể cho Lập nghe. Để tất cả mọi người được xem chương trình Buồn Vui Tôi Kể trên live stream của Quỳnh Lập vào lúc 20 giờ và mỗi tối thứ hai hàng tuần trên fanpage của Quỳnh Lập. Và bây giờ đã có thêm một người nữa giao lưu. Alo. Xin chào, I'm David. I'm calling you today because I want to...